Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Tập 134. Ngươi không ăn mới là lạ, chị họ còn không bị ngươi ăn sạch sao? Tô Bối Bối nhăn mũi, khẽ hừ với Hạ Thiên, còn có Tiểu Kiều, Hình tỷ, Băng Băng tỷ, bọn họ còn không bị ngươi ăn đến không còn gì để ăn à, lại còn đồng ý vận động nhiều người cùng một lúc với ngươi. Ta còn chưa chuẩn bị xong tư tưởng. Hạ Thiên tiến lên ôm Tô Bối Bối, bỗng hỏi, bối nha đầu, tại sao cô lại rõ chuyện của ta với mấy bà vợ của ta như thế? Chẳng lẽ cô nhìn lén? Phi, ngươi mới là nhìn lén đấy. Gương mặt Tô Bối Bối đỏ lên, trừng mắt với Hạ Thiên, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, được rồi, trời đã sáng, ngươi mau thả ta ra. Hạ Thiên buông lỏng Tô Bối Bối ra, ngáp một cái, sau đó há mồm nói, một tên ngu ngốc ở đâu ra thế, muốn chết đúng không? Ngươi mau cút sang một bên, nếu không, ta đánh chết ngươi. Tô Bối Bối sững sờ, kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Nàng đương nhiên biết những lời này không phải Hạ Thiên nói với nàng. Nàng vội nhìn ra ngoài lều. Quả nhiên, một bóng người xuất hiện bên ngoài lều, dường như muốn đưa tay kéo khóa kéo lều xuống. Nghe Hạ Thiên nói, người này mới ngừng lại. Hạ tiên sinh, Tô tiểu thư, chào buổi sáng. Người bên ngoài thu tay về, lễ phép nói, ta cũng không muốn quấy rầy giấc mộng của hai vị, nhưng môn chủ lệnh cho ta đến mời hai vị đến uống trà sớm. Không đi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, người bảo môn chủ của ngươi đi chết đi. Người bên ngoài ngẩn cả người, nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Môn chủ các ngươi là ai? Tô Bối Bối mở khóa kéo lều xuống, nhìn người phụ nữ ăn mặc giản dị bên ngoài, người đó mời chúng ta đến có việc gì không? Người phụ nữ chắp tay đáp, môn chủ chúng ta nhận đại ân của Hạ tiên sinh và Tô tiểu thư, cho nên ngài ấy muốn gặp hai vị, tâm sự một chút. Ngươi nói thẳng môn chủ các ngươi là ai đi, muốn làm gì, cứ lẩn quẩn mãi có làm được gì đâu. Tô Bối Bối từ trước đến giờ không thích người khác cứ úp úp mở mở, không nói, vậy ngươi đi đi, đừng ở chỗ này chướng mắt nữa. Ánh mắt người phụ nữ hiện lên sự bất mãn, cô ta cảm thấy hai người này quá bất kính với môn chủ trí cao vô thượng trong suy nghĩ của cô ta, nhưng nghĩ đến chuyện môn chủ đã dặn dò, cô ta cố kiềm nén, môn chủ ra lệnh. Bất luận như thế nào ta cũng phải mời cho bằng được hai vị đến đó. Vậy ngươi bảo tên môn chủ chó chết của ngươi đến đây đi, hoặc tất cả các ngươi cút sang một bên. Hạ Thiên hờ hững nói, ta không rảnh để ý đến các ngươi. Lát nữa ta còn phải ăn sáng với bối nha đầu nữa. Hai vị tốt nhất đừng để mất mặt, người phụ nữ rốt cuộc không nhẫn nại được, lạnh giọng nói, các ngươi có biết nơi này là địa bàn của ai không? Dám làm trái ý môn chủ chúng ta. Các ngươi chán sống, a. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là nữ, ta sẽ không đánh ngươi. Hạ Thiên nhếch miệng khó chịu, ta bảo ngươi biến, ngươi hãy lo mà biến nhanh đi, hay còn muốn ở lại ăn đòn. Tô Bối Bối nhìn Hạ Thiên, ngươi gây chuyện từ lúc nào vậy? Bối nha đầu, xưa nay ta không gây chuyện, đều là đám ngu ngốc kia đến trêu chọc ta. Hạ Thiên tùy ý nói. Ngươi biết môn chủ mà cô ta nói là ai chứ? Tô Bối Bối lại hỏi. Hạ Thiên lười biếng đáp lại, xung quanh đây, có thể tự xưng là môn chủ không có mấy ai. Đoán chừng người này có liên quan đến thánh thủ môn. Thánh thủ môn, Tô Bối Bối sững sờ. Nàng phát hiện hình như nàng đã nghe qua cái tên này ở đâu rồi, trong đầu cũng có chút ấn tượng, môn chủ bọn họ hình như họ Thịnh gì đó. Thịnh Kỳ Dương, nhưng tên ngốc này đã chết. Hạ Thiên nhếch miệng, thuật lại chuyện trong cổ mộ cho Tô Bối Bối nghe một lần. Tô Bối Bối thế mới biết, thì ra Hạ Thiên không phải vì nàng mà đến, chỉ là ngẫu nhiên gặp lại. Chẳng lẽ đây chính là duyên phận trong truyền thuyết? Nhất định không phải, đây chính là nghiệt duyên. Tô Bối Bối bỗng nhiên lắc đầu, ném suy nghĩ đáng sợ đó ra khỏi đầu. Hạ Thiên cười nói, bối nha đầu, cô phủ nhận cũng vô dụng thôi. Ngươi đọc được suy nghĩ của ta. Tô Bối Bối biết Hạ Thiên có năng lực đọc hiểu tâm tư của người khác, bất mãn chừng Hạ Thiên. Chuyển sang chuyện khác, nếu Thịnh Kỳ Dương đã chết, vậy môn chủ mà người phụ nữ kia nói là ai? Ta không biết, cũng không có hứng thú muốn biết. Hạ Thiên đứng lên, ôm Tô Bối Bối ra khỏi lều, bối nha đầu, chúng ta tìm chỗ ăn sáng đi, ta hơi đói bụng rồi. Tô Bối Bối cười nói, ngươi cũng biết đói sao? Đương nhiên biết rồi, chỉ là có ăn hay không thôi. Hạ Thiên thuận miệng giải thích, nhưng tại sao ta lại không ăn chứ? Đói bụng thì nên ăn cơm, khát nước thì nên uống nước.
cho dù ta là tu tiên giả, ta cũng không cần thiết phải tận lực kiểm soát bản năng của mình, như vậy cũng chẳng có gì tốt. Tô Bối Bối hơi trêu chọc, mấy lời này của ngươi đi ngược lại suy nghĩ truyền thống. Trên sách có nói, tu tiên giả nên vứt bỏ thất tình lục dục, tích cốc tuyệt thực, sau đó mới có thể đắc đạo thành tiên, bạch nhật phi thăng. Nói mò, Hạ Thiên khịt mũi khinh thường, chỉ có người ngu ngốc mới tin vào những lời này. Bên cạnh, có người nghe Hạ Thiên nói khá chói tai, nhịn không được liền quát lớn, vị bằng hữu này, người nói có chút quá đáng rồi đấy. Người lên tiếng khoảng 27-28 tuổi, mặc đạo bào, cột búi tóc, rất có thể là một đạo sĩ. Vì sao lại nói rất có thể? Bởi vì người thanh niên này chẳng những trang điểm đậm, đeo bông tai sáng loáng, bên cạnh còn có mấy người phụ nữ trang điểm đậm cũng không kém gì đi theo. Bọn họ vốn đang trò chuyện chủ đề tu đạo thành tiên. Gã thanh niên đang ba hoa khoác lác, bỗng nhiên Hạ Thiên nói như thế, chẳng khác nào đánh vào mặt hắn ta. Tô Bối Bối nhìn mặt gã thanh niên, cảm giác giống như đã gặp qua ở đâu rồi, nhưng nhất thời không thể nhớ ra. Vị bằng hữu này, ngươi không cảm thấy ngươi quá bất công sao? Gã thanh niên mỉm cười, ra vẻ lễ phép vái chào Hạ Thiên và Tô Bối Bối, tu tiên chính là đại đạo, vứt bỏ phàm tục. Tích cốc đoạn trần vốn là cơ sở, sao ngươi lại bảo là nói mò chứ? Ngươi đừng có nói bậy, loại ngu ngốc như ngươi không có tư cách làm bạn của ta. Hạ Thiên nhếch miệng, khó chịu nói. Gã thanh niên mặc đạo bào còn chưa lên tiếng, mấy người phụ nữ trang điểm đậm đi bên cạnh không nhìn được la ó với Hạ Thiên. Ngươi mới là ngu ngốc đấy, đây là Mã đạo trưởng cả nước nghe tiếng. Mã đạo trưởng là đại đạo sĩ núi Trung Nam, tu vi cao thâm, gần như là tiên nhân, ngươi tính là cái gì chứ? Ngươi chỉ là một tên nhóc hỉ mũi chưa sạch, có biết về tu tiên như Mã đạo trưởng không? Mã đạo trưởng biết luyện tiên đan, rất nhiều quan lại quyền quý đều cầu Mã đạo trưởng. Đừng để ý đến loại người này nữa. Mã đạo trưởng, chúng ta nói tiếp chuyện của chúng ta đi. Nghe mấy người phụ nữ ra sức giải thích, Tô Bối Bối rốt cuộc cũng có chút ấn tượng. Nàng nhìn cách ăn mặc đặc biệt của vị Mã đạo trưởng, nhẹ giọng nói với Hạ Thiên, người này là đạo sĩ nổi tiếng trên mạng, thường hay sử dụng cách nói chuyện với người khác và cách ăn mặc để gia tăng sự nổi tiếng. Dạo gần đây, người này càng nổi tiếng hơn, có vẻ như đã sáng lập một tiên hội linh thiền, có nói ai nhập hội sẽ nhận được một viên tiên đan do hắn ta luyện chế, cam đoan từ đây bách bệnh bất xâm. Hình như có không ít người nổi tiếng nhập hội. Chẳng qua chỉ là một tên lừa gạt, Hạ Thiên nói, nửa điểm tu vi cũng không có, hắn ta có thể luyện ra được loại tiên đan gì. Ban đầu, vị Mã đạo trưởng cũng không muốn so đo với Hạ Thiên. Nhưng sau khi hắn ta nhìn thấy nhan sắc quốc sắc thiên hương của Tô Bối Bối, nhất thời động sắc tâm, đầu óc không chuyển động được nữa, cứ làm ra vẻ mạnh mẽ trước mặt Hạ Thiên. Vị tiên sinh này, dường như ngươi có thành kiến với đạo sĩ thì phải, Mã đạo trưởng cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không để ý đến giọng điệu khinh thường của Hạ Thiên, bần đạo không phải lừa đảo, mà là đạo sĩ nghiêm chỉnh. Hơn nữa, bần đạo cũng xem như có chút tạo nghệ với tu hành. Nếu ngươi có hứng thú, ngươi có thể mang theo vị mỹ nữ kia đến tiên hội linh thiền của ta. Chẳng những mỗi tháng ngươi sẽ có được một viên tiên đan của ta, mà còn có thể tham gia hội đạo tu do chính bần đạo giảng giải. Nói xong, đầu ngón tay Mã đạo trưởng lật một cái, biến ra một danh thiếp bóng loáng đưa đến trước mặt Tô Bối Bối và Hạ Thiên. Ban đầu, ngươi cứ làm tên lừa đảo của ngươi đi. Ngươi lừa ai, lừa bao nhiêu tiền chẳng liên quan gì đến ta không có hứng thú. Hạ Thiên khó chịu nhìn Mã đạo trưởng, nhưng bây giờ ngươi còn muốn lừa gạt cả ta, vậy ngươi đừng trách ta đánh ngươi đấy. Tại sao ngươi lại quá thô bỉ đến như vậy? Mã đạo trưởng bị dọa lui về sau hai bước, giống to với Hạ Thiên, đầu tiên, ngươi báng bổ đại đạo tu hành thì không nói, bần đạo vẫn nói chuyện đàng hoàng với ngươi, nhưng ngươi lại không biết điều. Tố chất của đám trẻ bây giờ là không biết nói lý sao? Tô Bối Bối hơi cảm thấy buồn cười. Vội nói với Mã đạo trưởng, ha ha ha, hắn lớn hơn ngươi những mấy tuổi, ngươi lại gọi hắn là đám trẻ. Hắn lớn hơn ta, Mã đạo trưởng ngẩn người, quan sát trên dưới Hạ Thiên. Đây rõ ràng chỉ là một đứa sinh viên khoảng 20 mà thôi, mỹ nữ, ngươi đang đùa gì thế? Các ngươi chắc là sinh viên của một trường đại học nào đó, nhân dịp ngày nghỉ ra ngoài du lịch. Bần đạo có lòng tốt khuyên các ngươi một câu, ngàn vạn lần đừng miệng nhanh hơn não. Các ngươi nên biết rằng,
ngàn vạn tội nghiệt đều do miệng mà ra, cần, a. À. Hắn ta còn chưa nói hết, Hạ Thiên một cước đạp bay, người nói nhảm nhiều quá, cút sang một bên. Mấy người phụ nữ trang điểm đậm bên cạnh không khỏi sửng sốt. Khi bọn họ lấy lại tinh thần, tất cả giống như cha chết mẹ chết, ùa nhau phóng đến chỗ Hạ Thiên. Hạ Thiên xưa nay không thích kẻ ngốc, một cước đá bay một người, đá bọn họ thành một chồng, sau đó ôm Tô Bối Bối nhẹ nhàng rời đi. Người đúng là, Tô Bối Bối quay đầu nhìn người xem càng lúc càng nhiều, cảm thấy có chút buồn cười, người rõ ràng có phương thức xử lý tốt hơn, không cần thiết phải bạo lực như vậy. Chúng ta không nhất thiết phải lãng phí thời gian với mấy kẻ ngu ngốc như thế. Hạ Thiên nhếch miệng. Tô Bối Bối đáp lại một câu, người nói vậy ta không đồng ý. Khi ngươi chiến đấu với đám người kia, không phải ngươi cũng để cho bọn họ nói một tràng sao? Thế thì không giống, Hạ Thiên giải thích, đám ngu ngốc kia và đám ngu ngốc này, mặc dù cũng đều là ngu ngốc, nhưng vẫn có sự khác biệt. Đám ngu ngốc này đầu có bệnh, ngôn hành cử chỉ đều não tàn muốn chết, chẳng có ý nghĩa. Mặc dù đám ngu ngốc kia cũng chẳng khá hơn gì, nhưng ít ra vẫn còn chút bản lãnh, có thể để ta chơi được một lát. Cho nên, ta nể mặt bọn họ, để bọn họ diễn xong lời thoại của mình. Tô Bối Bối bó tay, được thôi. Nhưng, chung quy tất cả cũng đều là kẻ ngu ngốc. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, có chút buồn tẻ, thứ có thể mang đến niềm vui không được nhiều. Nếu không phải mấy bà vợ của ta không có ở đây, chắc chắn ta sẽ không lãng phí thời gian với bọn họ. Tô Bối Bối không khỏi lên tiếng hỏi, cũng không biết mấy người chị họ sống như thế nào. Bọn họ nhất định sống rất tốt. Hạ Thiên từ miệng Dạ Ngọc Mị biết được một ít tin tức. Hắn bất mãn nói, chờ ta học xong nghịch thiên bát châm, ta nhất định sẽ đến đó đánh bọn họ mỗi người một cái. Ai bảo bọn họ nhẫn tâm ném chồng của mình sang một bên, người nào cũng không thấy đâu. À, Tô Bối Bối vô thức liếc mắt nhìn Hạ Thiên. Với tính cách của Hạ Thiên, hắn nhất định sẽ làm được chuyện này. Nhưng ngẫm lại, hắn có đến mười mấy bà vợ. Đây đích thật là một công trình vĩ đại. Nhưng cuối cùng cũng sẽ có sự trục trặc, biến thành một môn vận động nhiều người chơi. Hai người bước đi, một lát sau đã rời khỏi bãi cỏ ngoại ô đến một thị trấn nhỏ. Nơi này du khách không ít, rất nhiều quán cơm lớn nhỏ đều mở cửa. Chúng ta tìm đại một quán nào ăn đi, Tô Bối Bối cũng không phải phụ nữ tự cao tự phụ. Cho dù nàng đã từng là đại tiểu thư, hiện tại cũng là một tổng tài của một tập đoàn, nhưng nàng vẫn thích ăn ở những quán ăn nhỏ. Nhìn những quán ăn tràn ngập khói lửa, nàng thật sự cảm thấy đói bụng, ta thấy quán kia cũng không tệ. Hạ Thiên tất nhiên sẽ không từ chối, cùng Tô Bối Bối tiến vào một quán ăn khá sạch sẽ, gọn gàng. Bên trong rải rác có mấy vị khách, tất cả chỉ nhỏ giọng nói chuyện với nhau, cũng được xem là yên tĩnh. Ông chủ là một người đàn ông mập mạp, nhìn rất thật thà. Nhìn thấy khách vào, ông liền tiến lên chào hỏi, hai vị muốn ăn cái gì? Quán có đủ các món điểm tâm, sữa đậu nành bánh quẩy, bún xào mì xào, cháo các loại. Cho chúng ta hai bát cháo hoa trước, cộng thêm hai, mười cái bánh quẩy đi. Ban đầu, Tô Bối Bối muốn nói hai cái bánh quẩy, nhưng nhớ lại dạ dày của Hạ Thiên là cái hang không đáy, nàng liền tăng thêm mấy cái. Mười cái không đủ, một trăm cái đi, Hạ Thiên thuận miệng nói. Ông chủ béo hơi sửng sốt một chút, thật ngại quá. Quán của ta không chuẩn bị nhiều đến như vậy, không thể nào có đến 100 cái bánh quẩy. Hơn nữa, ăn nhiều mấy thứ này cũng không tốt cho tiêu hóa. Hạ Thiên cũng không phải cố tình làm khó ông chủ, hắn chỉ thuận miệng nói mà thôi. Ông đừng hiểu lầm, hắn không phải gây chuyện đâu. Tô Bối Bối mỉm cười giải thích, hắn là đại vị vương, ông không cần lo lắng cho hắn. Ông có bao nhiêu cứ mang lên trước đi. Những vị khách bên cạnh cũng cho rằng Hạ Thiên đang giả bộ. Đến mấy cái quán ăn nhỏ này để tỏ vẻ, đúng là hơi bị thấp. Hai vị dùng thong thả, cháo hoa của quán chúng ta là miễn phí, ăn xong có thể gọi thêm. Ông chủ béo rất thành thật, cũng không nói thêm điều gì, trước múc cháo hoa và thức nhắm cho Hạ Thiên và Tô Bối Bối, sau đó bắt đầu đi chiên bánh quẩy. Tô Bối Bối trộn một ít thức nhắm vào cháo, chậm rãi nhấm nháp. Chẳng có hương vị gì cả, Hạ Thiên một ngụm uống sạch bát cháo hoa. Lắc đầu nói, ta không có cảm giác gì hết. Đây là cháo hoa, có hương vị gì được chứ, nếu có thì cũng chỉ là hương vị gạo. Tô Bối Bối lườm hắn một cái, người muốn ăn gì có thể gọi. Mấy món xào gì cũng được.
Hạ Thiên nhìn Tô Bối Bối húp cháo, liền hỏi, bối nha đầu, cô chỉ ăn sáng có bấy nhiêu, dinh dưỡng làm sao mà đủ. Người muốn nói cái gì? Tô Bối Bối khá hiểu tính cách của Hạ Thiên. Nàng nhìn biểu hiện của hắn, đại khái cũng đoán được hắn nhất định đang suy nghĩ một chuyện khác. Cũng không có gì, ánh mắt Hạ Thiên nhìn chằm chằm vị trí bên dưới cổ áo Tô Bối Bối, ta chỉ cảm thấy ăn cháo hoa nhất định không đủ dinh dưỡng. Thật ra, cô vẫn còn có thể lớn hơn nữa. Lớn cái đầu ngươi đấy. Tô Bối Bối trừng mắt, không thèm để ý đến cái tên háo sắc chết tiệt Hạ Thiên nữa, ăn cháo của ngươi đi. Bối nha đầu, nếu không, chúng ta đi ăn những món có dinh dưỡng đi. Hạ Thiên cười nói, ví dụ như sữa bò chẳng hạn. Lúc này, một vị thực khách bỗng lên tiếng, anh bạn, mấy lời của ngươi khiến ta khó chịu quá. Tại sao cháo hoa lại không có dinh dưỡng chứ? Ngươi có xính ngoại đi chăng nữa cũng không thể quá đến như vậy. Tô Bối Bối ngẩn người, tại sao điều này lại liên quan đến xính ngoại chứ? Có bắn ba bốn đại bác cũng chưa đến mà. Ngớ ngẩn, ngươi cút sang một bên đi. Hạ Thiên từ trước đến nay không thèm để ý đến mấy loại người này. Ngươi chửi ai đấy? Vị thực khách kia lập tức vỗ bàn, hai ba bước đã đến trước mặt Hạ Thiên, há mồm mắng to, tên nhóc ngươi vừa mới bước vào, ông đây đã nhìn ngươi không vừa mắt. Con mẹ nó, còn muốn ăn 100 cái bánh quẩy, còn chửi cháo hoa nước ta không có dinh dưỡng. Ông đây ghét nhất là mấy loại người xính ngoại này. Vị tiên sinh này, có phải ngươi đã nhầm điều gì đó hay không? Tô Bối Bối cau mày, thản nhiên nói, chúng ta chỉ đến ăn sáng thôi mà, cũng không trêu chọc ngươi. Bành! Vị thực khách kia nghe xong, lại càng nổi giận hơn, vỗ bàn một cái, mở điện thoại di động của mình quay Hạ Thiên và Tô Bối Bối, các ngươi còn dám rảo biện. Hôm nay, ông đây sẽ quay lại bản mặt hán gian của hai ngươi, sau đó đăng lên trên mạng, để các ngươi biết cái gì gọi là người yêu nước. Ngươi dựa vào cái gì mà nói cháo hoa của chúng ta không có dinh dưỡng, thế bánh mì sữa bò ngoại quốc là có dinh dưỡng à? Các ngươi không phải quân bán nước thì là cái gì? Người này càng nói càng kích động, giọng cũng càng lúc càng lớn, dẫn đến du khách đang đi ngoài đường cái cũng nhịn không được mà đứng lại xem. Đúng là người không biết nói lý. Tô Bối Bối hoàn toàn bó tay. Hạ Thiên cùng lắm cũng chỉ nói một câu cháo hoa không có dinh dưỡng, tại sao lại liên kết nó đến việc yêu nước hay không yêu nước, hơn nữa còn một búa đóng đinh nàng và Hạ Thiên thành hán gian, thái độ còn không cho hai người bọn họ phản bác. Mấy người bạn của người đàn ông này cũng kịp phản ứng, vội lấy điện thoại, vừa quay vừa nhục mạ Hạ Thiên và Tô Bối Bối. Lão Thiết Môn, hôm nay ta muốn vạch trần hai kẻ âm dương, chúng ta đang ở. Các ngươi dựa vào cái gì mà bảo rằng cháo hoa không có dinh dưỡng? Đúng vậy, hơn nữa chúng ta còn có cháo trứng muối, cháo thịt nạc, cháo tôm thịt, cháo gà xé, chẳng lẽ những thứ này cũng không có dinh dưỡng hay sao? Tô Bối Bối tức giận phản bác, cháo hoa đích thật không có dinh dưỡng mà. Về phần cháo trứng muối thịt nạc, cháo tôm thịt, cháo gà xé mà ngươi đã nói, còn có những loại cháo khác, chính ngươi dùng đầu óc nghĩ lại xem, dinh dưỡng của chúng là từ cháo mà ra à. Ngươi còn dám rảo biện, gã thực khách chỉ vào Tô Bối Bối, mắng to, cháo ở đất nước chúng ta đã được truyền lại từ 5.000 năm trước. Ngươi nói nó không có dinh dưỡng thì nó không có dinh dưỡng sao? Chẳng lẽ những người trước kia húp cháo đều không có dinh dưỡng đầy đủ? Đây là một sự vu khống, hơn nữa còn là vu khống một cách vô lý, cưỡng từ đoạt lý, khiến người khác phải buồn nôn. Tô Bối Bối thản nhiên nói, cháo có bao nhiêu năm lịch sử cũng chẳng liên quan gì đến việc nó có dinh dưỡng hay không. Cổ nhân có đầy đủ dinh dưỡng hay không cũng chẳng liên quan gì đến việc bọn họ húp cháo. Bọn họ cũng sẽ ăn những thứ khác, đúng không? Một người khác kêu lên, húp cháo có thể nuôi dạ dày. Nếu không có dinh dưỡng, làm sao mà nuôi dạ dày? Cái này thì ngươi giải thích đi. Tô Bối Bối thở dài nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên lười giải thích với mấy loại người ngu. Hắn không kiên nhẫn nói, bối nha đầu, cô không nhất thiết phải nói thêm câu nào với đám người này. Bọn họ chẳng nghe cô giải thích đâu, mà có giải thích cũng nghe không hiểu. Câu nói húp cháo nuôi dạ dày quả thật đã lưu truyền từ lâu, nhưng cũng không phải là chân lý tuyệt đối. Cháo là thức ăn lỏng, không cần nhai nuốt và dạ dày hoạt động, sẽ giảm bớt gánh nặng cho dạ dày, lại dễ tiêu hóa. Từ hướng này mà nói, bảo nó nuôi dạ dày là không sai, nhưng nó không thể chữa trị hoặc làm giảm các triệu chứng bệnh.
Đối với một số người bị bệnh tiểu đường mà nói, ăn cháo sẽ khiến lượng đường trong máu tăng cao, hoặc đối với những bệnh nhân có chứng trào ngược dạ dày, ăn cháo lại càng giống như đã rét vì tuyết lại còn lạnh vì xương. Những tình huống kể trên cùng với việc cháo hoa có dinh dưỡng hay không chẳng liên quan gì đến nhau. Hạ Thiên là bác sĩ, đương nhiên biết rõ chi tiết bên trong, nhưng hắn cũng biết cái đám ngu ngốc trước mặt sẽ không để cho hắn giải thích. Bọn họ chỉ là động vật nặng tính cảm xúc, chỉ cần bắt được một điểm sẽ hưng phấn đến không giống người, làm sao có thể nghe người ta giải thích chứ? Gã thực khách kia chỉ vào nội dung trong WeChat, nói với Hạ Thiên và Tô Bối Bối, các chuyên gia trong dưỡng tiên sinh đều nói, cháo hoa là thức ăn có dinh dưỡng, có thể chữa khỏi bách bệnh. Cái gì cũng không biết, ngươi còn dám ở đây nói hưu nói vượt. Chẳng lẽ ngươi còn biết nhiều hơn chuyên gia? Phiền nhất là cái đám thanh niên không có năng lực suy tính như các ngươi. Nghe người khác nói sữa bò có dinh dưỡng liền quay sang chửi cháo hoa chúng ta. Nhìn thấy sắc mặt của Hạ Thiên không dễ nhìn cho lắm, Tô Bối Bối vội đè xuống tay của hắn, khẽ lắc đầu, đừng đánh nhau, nhất là nhiều người nhìn như vậy, ảnh hưởng không tốt. Hạ Thiên xưa nay đánh nhau không cần nhìn cái gì ảnh hưởng hay không ảnh hưởng. Hắn chỉ nhìn đối phương có đáng đánh hay không, mặc dù xung quanh quán ăn có không ít người đang vây xem, còn có người cầm điện thoại quay chụp, nhưng nếu đã khiến hắn khó chịu, cho dù đài truyền hình có vác máy quay đến quay, trực tiếp cho mấy nghìn người xem, hắn cứ đánh là đánh. Tô Bối Bối bổ sung một câu, ta nói chính là ảnh hưởng đến tâm trạng ăn sáng của ta. Câu nói này vẫn còn có chút uy lực, Hạ Thiên mỉm cười, ta cũng không thích đánh nhau. Gã thực khách bên kia vốn tưởng rằng Hạ Thiên nhịn không được muốn ra tay, đang muốn dựa vào đó để tăng lượt người xem, kết quả chỉ một câu của Tô Bối Bối đã giải quyết hết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Này, hai người các ngươi đừng có giả bộ chết, tốt nhất các ngươi nên có một lời giải thích đi chứ. Ngươi rất thích uống cháo hoa đúng không? Hạ Thiên bỗng nhiên quay sang nói với hắn ta. Gã thực khách gật đầu, đương nhiên. Thức ăn có dinh dưỡng như vậy, ngày nào ta cũng muốn ăn, mà ăn sao cũng không cảm thấy đủ. Hạ Thiên nhếch miệng, vậy hôm nay ngươi ăn cho đủ đi. Ngươi nói vậy là có ý gì? Ta nói cho ngươi biết, cháo hoa là thức ăn có dinh dưỡng nhất trên thế giới này, có 102, mà ta lại, Gã thực khách đang há miệng muốn mắng người, đột nhiên cảm thấy đói bụng, mà đặc biệt lại muốn ăn cháo hoa. Ông chủ, cho ta bát cháo hoa. Gã thực khách bỗng giống lên một câu với ông chủ béo. Ông chủ béo giật nảy người, cảm thấy hơi khó chịu. Gã này vừa rồi còn đang mắng người, tự dưng lại muốn múc cháo, nhưng ông vẫn múc cho hắn ta một bát. Chỉ có ngần đó thôi sao? Gã thực khách giống như uống rượu, uống một hơi cạn sạch, không đủ, không đủ. Cho ta thêm vài bát nữa, lại thêm mấy bát vào bụng, một chút cảm giác vẫn không có, cứ uống từng bát như vậy hơi tốn sức. Người bên cạnh khó hiểu, không biết tại sao người này lại thay đổi, lại thấy sức ăn của người này khá lớn. Tuy cháo là thức ăn lỏng, nhưng uống liền mấy bát, bụng cũng phải trướng lên chứ. Đừng múc nữa, người đưa luôn nồi cháo cho ta. Thật ra, gã thực khách đã cảm thấy no, nhưng bộ não nói cho hắn ta biết, hắn ta vẫn chưa no. Hắn ta không thể khống chế cơ thể, lại không cách nào phản kháng, vọt đến trước nồi cháo, nâng nồi lên miệng húp ực ực. Cảnh tượng này gây nên náo động, người chung quanh mất hứng thú với Hạ Thiên và Tô Bối Bối, vội quay điện thoại về phía người này. Đám người kia đúng là nhàm chán, cái này có gì hay đâu mà quay. Tô Bối Bối lắc đầu, nàng không cần nghĩ cũng biết gã thực khách là do Hạ Thiên động tay. Nàng cũng không muốn can thiệp, hắn ta hoàn toàn gieo gió gặt bão. Hạ Thiên cười nói, bối nhà đầu, người yên tâm đi, trong điện thoại của mấy người kia không có hình ảnh của chúng ta đâu. Ngươi còn có bản lãnh này sao? Tô Bối Bối tò mò hỏi, chẳng lẽ châm pháp của ngươi cũng có tác dụng đối với máy móc? Hạ Thiên nói, bé ngoan sẽ hỗ trợ xóa bỏ. Tô Bối Bối cũng không cảm thấy đắc ý, chẳng qua chỉ là thêm một người làm công cụ. Rất nhanh, hai người đã ăn xong điểm tâm, sau đó tính tiền rời đi. Gã thực khách kia vẫn còn đang húp cháo hoa, gương mặt rõ ràng đã uể oải nhưng động tác nuốt vẫn không do dự. Cũng không biết hắn ta thật sự thích húp cháo hoa hay là đầu óc có bệnh nữa. Bối nhà đầu, chúng ta về lều ngủ một giấc nữa đi. Hạ Thiên đi chưa được bao xa đã quay sang nhìn Tô Bối Bối,
cười nói, bây giờ thời tiết tốt đến như vậy, nếu chúng ta không đi ngủ, đúng thật là đáng tiếc. Ngủ cái đầu ngươi đấy. Tô Bối Bối tức giận nói, người ta đã thu lại lều của ta, vé xe ta cũng đã cho người đặt. Lát nữa, ta sẽ quay về Giang Hải. Đâu nhất thiết phải vội như thế. Hạ Thiên bất mãn nói, bên ngoài còn nhiều thứ chưa chơi mà. Không phải cô thích đi du lịch sao? Chúng ta có thể du ngoạn khắp nơi. Có ta giúp cô nhất định sẽ vui vẻ gấp đôi. Tô Bối Bối nhăn mũi, nói với Hạ Thiên, người nghĩ hay lắm. Người vui vẻ gấp đôi tuyệt đối là ngươi mới đúng. Hơn nữa, ta quay về Giang Hải cũng không phải muốn tránh ngươi, ta thật sự có việc quan trọng cần làm. Việc quan trọng gì chứ? Hạ Thiên nói, để vợ Tiểu Y Y đi làm không được sao? Chuyện kinh doanh nào đơn giản như vậy? Tô Bối Bối tức giận, ngươi cho rằng Lam Y Nhân là người vạn năng sao? Có một số việc nàng ấy còn chưa quen thuộc, còn cần ta đích thân xử lý. Hạ Thiên không hiểu, trước kia không phải cô cũng đã chạy qua mấy lần rồi sao? Ta chạy là vì ai? Tô Bối Bối nói, còn không phải do ngươi à? Bối nha đầu, ta không phải quái vật, cô chạy cái gì? Hạ Thiên lười biếng nói, cô không cần thiết phải như vậy. Nếu cô không đồng ý, ta tuyệt đối không làm gì cô. Nhưng nếu cô chạy, ta nhất định sẽ tìm đến cô. Tô Bối Bối thở dài, được rồi, ta biết rồi, về sau ta không tránh ngươi nữa. Một lời đã định, Hạ Thiên bỗng nghiêm túc lại, chúng ta móc nghéo, về sau không cho cô đổi ý. Ngươi có phải trẻ con không? Ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà đòi nghéo tay? Tô Bối Bối, xã hội bây giờ, cho dù có ký hợp đồng cũng có thể đổi ý, nghéo tay có tác dụng gì đâu. Hạ Thiên mỉm cười, người khác có tác dụng hay không ta không biết, nhưng đối với ta, nó nhất định sẽ có tác dụng. Được rồi, ta biết ngươi lợi hại rồi. Tô Bối Bối nghĩ lại. Đích thật Hạ Thiên có thủ đoạn thần kỳ này, đành phải nghéo tay với hắn, ngươi cũng nên nhớ những gì ngươi đã nói. Lời mà ta đã nói, ta tuyệt đối sẽ không quên, cũng sẽ không làm trái. Hạ Thiên làm ra vẻ nghiêm túc, nhất là đối với nữ nhân của ta, xưa nay ta lại càng không nói dối, càng không nuốt lời. Tô Bối Bối nhẹ gật đầu, nàng đích thật có thể tin tưởng hắn ở phương diện này. Hạ Thiên mỉm cười xích lại gần mặt Tô Bối Bối, bối nha đầu. Chúng ta đã ký kết thể ước quan trọng như vậy, có phải chúng ta nên chúc mừng một chút hay không? Ngươi đang có ý định kỳ quái gì thế? Tô Bối Bối nhìn gương mặt tươi cười trước mặt mình, biết Hạ Thiên nhất định đã nghĩ ra chuyện gì đó, ngươi đừng có lúc nào cũng muốn chiếm tiện nghi của ta. Ngươi đứng đắn hơn một chút được không? Trước giờ ta vẫn luôn đứng đắn mà. Hạ Thiên nghiêm mặt, bối nha đầu, thành kiến của ngươi đối với ta đã quá sâu rồi. Ta quyết định tiến hành trừng phạt ngươi. Để ngươi biết ông xã không cho phép bị hiểu lầm. Cái quỷ gì thế? Tô Bối Bối khó hiểu hỏi. Hạ Thiên không nói hai lời, ôm ngang Tô Bối Bối, lắc mình một cái biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa đã là trên một chiếc giường trong một căn phòng, là căn phòng mà trước đó Y Tiểu Âm đã đặt. Y Tiểu Âm và Triệu Thanh Thanh rút đi sớm, vẫn còn chưa trả phòng. Tên háo sắc chết tiệt, vừa nãy ngươi đã đồng ý cái gì chứ? Tại sao bây giờ ngươi lại đổi ý rồi? Tô Bối Bối gấp lên, bắt đầu giằng co. Bối nha đầu, cô đừng kích động. Hạ Thiên châm cho Tô Bối Bối một châm, để nàng yên tĩnh lại, thần kinh của cô quá căng thẳng, trước hết ta sẽ giúp cô thả lỏng một chút. Không bao lâu sau, trong phòng vang lên âm thanh A rất có tiết tấu. Đương nhiên, Hạ Thiên chỉ xoa bóp cho Tô Bối Bối, cái gì khác cũng không có làm. Không thể không nói. Kỹ thuật xoa bóp của Hạ Thiên đứng nhất thế giới cũng không ngoa. Tô Bối Bối bị trừng phạt khá dễ chịu, một cảm giác thoải mái và nhẹ nhõm lan tỏa khắp toàn thân từ trong ra ngoài. Tất cả những mỏi mệt và ủ rũ tản mát, hoặc ẩn tàng, hoặc tiềm phục tại mọi ngóc ngách trong cơ thể đều bị loại bỏ. Lúc này, cho dù nàng đã cố kiềm chế, nàng vẫn phải phát ra âm thanh chính nàng cũng cảm thấy đỏ mặt và xấu hổ. Rõ ràng không phải đang làm chuyện kia. Nhưng cảm giác thoải mái đó lại khiến cho nàng khó kìm lòng nổi. Cũng may Tô Bối Bối cũng không xoắn suýt chủ đề này quá lâu, thời gian trôi qua, nàng đã chìm vào giấc ngủ. Hạ Thiên thấy Tô Bối Bối đã ngủ, hắn nằm xuống bên cạnh nàng, nhìn chằm chằm vào gò má của nàng, hai, mấy năm qua, bối nha đầu càng lớn càng đẹp. Tô Bối Bối cũng không trả lời, hô hấp kéo dài, lẳng lặng ngủ say. Ngươi tốt nhất đừng gõ cửa.
Nếu ngươi đánh thức bối nha đầu, ngươi sẽ chết rất thảm. Hạ Thiên bỗng nhiên không đầu không đuôi nói một câu. Ngoài cửa, tiếng bước chân rất nhỏ lập tức ngừng lại. Tại hạ là môn chủ tân nhiệm thánh thủ môn, ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng với Hạ tiên sinh một chút. Ngoài cửa vang lên một giọng nam khá trẻ, giọng điệu hơi cung kính, trước đó, ta đã phái thuộc hạ đến mời Hạ tiên sinh, nhưng khả năng khi truyền đạt đã xuất hiện hiểu lầm gì đó, cho nên ta đặc biệt đến đây xin lỗi. Xin lỗi thì coi như xong đi, ta không có hứng thú thương lượng chuyện gì với ngươi cả. Hạ Thiên ngáp một cái, tóm lại, ta cho ngươi 3 giây để biến thật xa. Nếu không, thánh thủ môn gì đó của ngươi cứ trực tiếp đóng cửa cho xong. Người ngoài cửa do dự hơn nửa giây, sau đó tiếp tục khuyên, Hạ tiên sinh, ta thật sự không có ác ý, ta thật tâm muốn nhờ ngươi giúp đỡ một chuyện. Đương nhiên, ta sẽ không để ngươi giúp không công, ta có thể đưa ra điều kiện khiến ngươi cảm thấy hứng thú. Ngươi còn 1 giây rưỡi, Hạ Thiên nhếch miệng. Được, vậy ta nói thẳng. Người ngoài cửa hơi dừng lại một chút, các người không tìm được vật gì tốt bên trong cổ mộ là bởi vì ta đã trộm hết tất cả đồ tốt ra ngoài từ 10 năm trước, trong đó có lẽ sẽ có vật khiến Hạ tiên sinh và Y tiểu thư cảm thấy hứng thú. Người này chỉ nói đến đây là ngừng. Hắn ta khẳng định Hạ Thiên sẽ cảm thấy hứng thú, nhưng trong phòng không hề có tiếng đáp lại. Trong lúc hắn ta đang suy nghĩ có nên gõ cửa hay không, một luồng sức mạnh thật lớn đánh tới, nhấc bay cả người hắn ta lên. Bay về phía cửa sổ cuối hành lang. Bịch một tiếng, hắn ta nặng nề rơi xuống đất. Người kia bò dậy, kinh ngạc lẩm bẩm, chẳng lẽ suy đoán của ta sai sao? Bọn họ tiến vào trong cổ mộ không phải là vì vật đó. Trong tay người tốt nhất nên có thứ mà ta và vợ y cảm thấy hứng thú. Nếu không, người chết chắc rồi nhé. Hạ Thiên không biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng người này, thản nhiên nói. Hạ Thiên. Người kia mừng rỡ không thôi, cuối cùng thì ngươi cũng đồng ý với ta. Hạ Thiên không thèm để ý, chỉ hỏi một câu, đồ đâu? Ta sẽ gọi người đưa đến. Người kia vô cùng kích động, rút điện thoại bấm một dãy số, sau đó quát lớn, mau mang đồ tới cho ta. Không bao lâu sau, một người cưỡi xe điện chở theo một cái vali màu trắng bạc chạy đến, chậm rãi chạy về phía Hạ Thiên. Ngươi quay về đi, sau khi xe điện dừng lại. Người kia lấy cái vali trắng bạc xuống, quay lại nói với Hạ Thiên, đây chính là toàn bộ đồ vật mà ta đã trộm được từ trong cổ mộ 10 năm trước. Khi đó, ta đã lén đi theo đằng sau Thỉnh Kỳ Dương, giáo sư Bàng. Bọn họ gặp nguy hiểm cũng là do ta cố ý phát động. Ta đã lợi dụng bọn họ luống cuống tay chân mà đánh cắp những thứ quan trọng nhất trong ngôi mộ. Ta không có hứng thú nghe ngươi nói nhảm ở đây. Hạ Thiên mất kiên nhẫn, càng không có hứng thú nghe ngươi biên tập cố sự. Người mau đưa cái vali này cho ta là được rồi. Được, người kia liếm môi, do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa cái vali cho Hạ Thiên, ta đọc mật mã cho ngươi. Hạ Thiên cũng không có phản ứng, tiện tay nhấn vào mật mã vali rồi mở ra. Bên trong có 2 món đồ, mấy tờ giấy cổ không còn nguyên vẹn và 1 viên đá màu tím. Chính là 2 thứ này, mặc dù ta không biết chúng là cái gì, nhưng ta có thể khẳng định chúng là bảo vật quan trọng nhất trong mộ. Người kia nhìn chằm chằm biểu hiện của Hạ Thiên, vội giải thích, ở đó còn có một con quái vật canh chừng, ta đã phải phí hết công sức mới mang 2 thứ này ra được. Hạ Thiên nhìn viên đá màu tím, cũng không có phản ứng quá lớn. Đây chẳng qua chỉ là một khối linh thạch mà thôi. Về phần số lượng dự trữ bao nhiêu, hắn không cảm thấy hứng thú. Về phần mấy tờ giấy cổ, hắn ngược lại có chút quen mắt, dường như đã gặp qua ở đâu rồi. Hắn nhìn không hiểu văn tự bên trên. Nhưng sơ đồ vận hành kinh tuyến trên tờ giấy xác thực có chút tương tự với châm thứ nhất trong 8 châm. Hạ Thiên suy nghĩ một chút, sau đó lấy điện thoại gọi cho Y Tiểu Âm. Có chuyện gì thế? Y Tiểu Âm nhận điện thoại, thản nhiên hỏi. Hạ Thiên mỉm cười nói, vợ y, ta nhớ nàng lắm. Cho nên ta gọi điện thoại hỏi thăm cô một chút. Ngươi có việc gì thì cứ nói, không có thì cúp máy. Từ trước đến nay... Y Tiểu Âm vẫn không thích Hạ Thiên, ta còn chuyện khác cần làm. Hạ Thiên lập tức nói, vợ y, những thứ mà nàng lấy bên trong cổ mộ, có thứ nào hữu dụng không? Giọng nói của Y Tiểu Âm dường như có chút chán nản, nhưng vẫn bình tĩnh như cũ tạm thời còn chưa có. Ta đã kiểm tra mấy tờ giấy đó rồi, xác nhận không có liên quan gì đến Dạ Thiên Thư, chỉ là công pháp bí môn của Ngũ Hành Tông mà thôi.
Ồ, có một thằng ngu đưa hai món đồ đến cho ta, nói là trộm được từ trong cổ mộ. Hạ Thiên chậm rãi nói, ta nhìn sơ qua rồi, hẳn có liên quan đến Dạ Thiên Thư. Y Tiểu Âm lên tiếng, vậy ngươi chờ ở đó đi, ta lập tức đến ngay. Vợ y, nàng đừng kích động. Hạ Thiên cười nói, nàng không cần qua đâu. Lát nữa ta và bối nhà đầu sẽ quay về Giang Hải. Y Tiểu Âm đáp, được, ta sẽ ở văn phòng cao ốc thần y chờ hai người. Cúp điện thoại, Hạ Thiên nói với người kia, nói đi, người có điều kiện gì? Ta nào dám có điều kiện gì chứ? Người kia cười ha hả, liên tục khoát tay, có thể giúp được Hạ Tiên Sinh, ta đã rất hài lòng rồi. Được, vậy hẹn gặp lại. Hạ Thiên xưa nay không quen giả mồm, xoay người bỏ đi. Người kia thấy Hạ Thiên dứt khoát như vậy, gấp lên, vội gọi hắn, Hạ Tiên Sinh, người khoan đi đã. Vừa rồi tại Hạ chỉ vờ ngu ngốc thôi, thật ra ta có chuyện cần Hạ Tiên Sinh hỗ trợ, mong người đừng nên từ chối. Nói đi, Hạ Thiên lại ngáp một cái. Là như vậy, ba ngày sau, núi Trung Nam sẽ tổ chức đại hội ẩn tiên một giới. Người kia ổn định tâm trạng, nói với Hạ Thiên, ta muốn đại diện thánh thủ môn tham gia đại hội lần này, đồng thời đoạt lấy danh hiệu đệ nhất tông môn tu tiên giới trong đại hội đó. Hạ Thiên nhếch miệng, đó là chuyện của ngươi, ta không hứng thú. Đúng, đây là chuyện của ta. Ta cũng không hy vọng xa vời Hạ Tiên Sinh có thể giúp ta ở phương diện này. Người kia cũng ý thức được bản thân, nhanh chóng nói ra mục đích thật sự của mình, ta làm những thứ này chỉ để mua lại cái mạng cho ta. Trong đại hội ẩn tiên lần trước, một vị thúc thúc của ta đã làm chuyện khác người, săn giết không ít tán tu tham gia đại hội năm đó. Cho nên, lần này ta tham dự đại hội nhất định sẽ có rất nhiều cừu gia. Trước khi đại hội ẩn tiên kết thúc, ta tuyệt đối không thể chết. Cho nên, ta cầu xin Hạ Tiên Sinh đến lúc đó cứu ta một mạng. Cứu ngươi thì được, Hạ Thiên cất khối linh thạch và mấy tờ giấy cổ, thuận miệng nói, nhưng chỉ những vật này thôi thì chưa đủ. Ta biết, người kia dường như cũng biết sơ sơ về Hạ Thiên, năm đó, khẩu hiệu của Hạ Thần Y là cứu sống 100 vạn, cứu chết một nửa. Chỉ cần lúc đó ngươi có thể cứu ta một mạng, ta có thể dâng lên toàn bộ tài sản của Trác gia. Ngươi có thể biến rồi. Hạ Thiên không kiên nhẫn nói. Người kia sửng sốt một chút, Hạ Tiên Sinh, vậy chuyện của ta, người đồng ý hay không đồng ý? Hạ Thiên nhếch miệng, ngân châm trong tay lóe lên rồi biến mất, không quan trọng ta đồng ý hay không, bởi vì chuyện mà ngươi muốn đã làm xong. Làm xong, là cái gì, người kia khó hiểu, nghĩ mãi mà không rõ lời này là có ý gì. Hạ Thiên không để ý đến hắn ta nữa, quay thẳng về khách sạn. Người kia không dám truy hỏi Hạ Thiên, đành phải mang theo một bụng nghi hoặc quay người rời đi. Sau khi Hạ Thiên quay lại, Tô Bối Bối đã tỉnh. Bối nha đầu, cô thức dậy làm gì? Cô ngủ thêm một lát nữa đi, Hạ Thiên nói. Mặc dù thời gian ngủ không dài nhưng chất lượng lại cực kỳ tốt. Cộng thêm trước khi ngủ được Hạ Thiên xoa bóp, bây giờ Tô Bối Bối đã thần thanh khí sảng, sức sống tràn đầy, ngủ cái đầu ngươi đấy. Ta đã mua vé xe. Ngủ tiếp nữa thì muộn mất. Chúng ta về Giang Hải cũng không cần ngồi xe mà. Hạ Thiên nghiêm túc nói, cô cứ trực tiếp chạy về, nói không chừng còn nhanh hơn một chút. Tô Bối Bối trợn mắt nhìn Hạ Thiên, ta không làm loạn giống ngươi đâu. Có phương tiện giao thông còn không ngồi, tại sao lại tự mình đi chứ? Không phải chúng ta nên làm ngược lại sao? Hạ Thiên mỉm cười, chúng ta chạy về nhanh hơn, tại sao lại phải ngồi phương tiện giao thông chứ? Ta không muốn tranh cãi với ngươi. Tô Bối Bối chỉnh lại quần áo một chút, nhìn Hạ Thiên, nói, ngươi có về hay không? Hạ Thiên gật đầu, về, đương nhiên về rồi. Cô về, ta ở đây một mình có thú vị gì đâu chứ? Vừa rồi không phải ngươi mới ra ngoài sao? Tô Bối Bối hỏi. Đúng vậy, có thằng ngu đến tìm ta. Hạ Thiên lười biếng nói, ta không muốn đánh thức cô, cho nên ta đã ra ngoài hàn huyên với hắn ta một hồi. Tô Bối Bối kỳ quái nhìn Hạ Thiên, sau đó nói sang chuyện khác, ta không có đặt vé cho ngươi. Không sao, ta không cần vé xe, Hạ Thiên đáp. Trên thực tế, Hạ Thiên không cần vé xe, bởi vì hắn không nghĩ đến chuyện ngồi xe. Tô Bối Bối cũng cảm thấy mình mua vé xe cũng không có tác dụng. Hạ Thiên đã ôm nàng dọc theo đường ray một đường chạy về Giang Hải. Tập đoàn Thần Y, văn phòng tổng giám đốc. Ngoại trừ Y Tiểu Âm. Ninh Nhụy Nhụy cũng có mặt.
Hạ Thiên ôm Tô Bối Bối nhảy vào từ cửa sổ, xuất hiện trước mặt Y Tiểu Âm và Ninh Nhụy Nhụy. Các người làm cái quỷ gì thế? Ninh Nhụy Nhụy giật mình, vội đi đóng cửa sổ, có cửa không đi, nhất định phải chơi cách khác người như vậy sao? À, tiểu muội chân dài, cô cũng ở đây sao? Hạ Thiên nhìn thấy Ninh Nhụy Nhụy, vội cười một tiếng, cô nhớ ta không? Ninh Nhụy Nhụy không nói, chỉ trừng mắt, không thèm để ý đến hắn nữa. Sau khi đóng cửa sổ xong, nàng quay về chỗ ngồi, ta đến là có chuyện khác, chẳng liên quan gì đến ngươi. Hạ Thiên cảm khái, hai, tiểu muội chân dài, cô vẫn mạnh miệng như thế, rõ ràng cô đang nhớ ta mà. Trước khi ngươi liếc mắt đưa tình với người khác, ngươi có nên thả ta xuống không? Tô Bối Bối bất mãn nói. Hạ Thiên mỉm cười, không sao đâu, bối nha đầu. Ta không mệt, vẫn có thể ôm cô. Ngươi không mệt nhưng ta mệt. Tô Bối Bối tránh Hạ Thiên ôm, không dám nhìn thẳng ánh mắt dò xét của Y Tiểu Âm và Ninh Nhụy Nhụy, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, ta muốn đi tắm, tiện thay bộ quần áo khác. Bối nha đầu, cô không có bẩn, vẫn rất thơm, tại sao cô lại muốn tắm rửa thay quần áo chứ? Hạ Thiên không hiểu. Ai cần ngươi lo, Tô Bối Bối nguyết hắn một cái, thuận tiện nắm tay lại cảnh cáo, ngươi không được đến đó, cũng không được nhìn lén. Nếu không, ta không tha cho ngươi đâu. Hạ Thiên nhếch miệng, bối nha đầu, cô đừng nghĩ ta mất phẩm chất đến như thế. Ta muốn nhìn thì sẽ đường đường chính chính mà nhìn, không cần nhìn lén. Hừ, tóm lại ngươi không được làm loạn. Tô Bối Bối lắc lắc đôi bàn tay trắng như phấn, vội vàng rời khỏi văn phòng. Sau khi Tô Bối Bối đi rồi, Y Tiểu Âm lên tiếng nói với Hạ Thiên, đồ đâu? Vợ y, nàng không thể quan tâm hỏi thăm ta một chút được sao? Hạ Thiên bất mãn, ít nhất cũng hỏi một tiếng ta có bị thương hay không. Sau khi nàng rời đi, ta đã trải qua những chuyện gì? Y Tiểu Âm thở dài, do dự một chút, sau đó hỏi thăm Hạ Thiên như hỏi một đứa bé, vậy ngươi có bị thương hay không? Ngươi đã trải qua những gì trong khoảng thời gian vừa rồi? Mặc dù Hạ Thiên đã hơn 30 tuổi, nhưng nội tâm của hắn vẫn không hề thay đổi. Đó là một người đàn ông chưa lớn, chỉ cần thuận hắn. Tất cả đều vui vẻ, còn nếu cứng đầu đối nghịch với hắn, hắn nhất định sẽ gây ra vô số phiền phức cho ngươi. Y Tiểu Âm không thích phiền phức, cũng lười tính toán với một đứa bé. 12 năm trước, nàng đã từng nếm qua một bài học. Bây giờ nàng đã quên những chuyện khi đó, nhưng nàng cũng đã học được cách ở chung với Hạ Thiên. Mặc dù cách này không được mượt mà và tự nhiên bằng những người phụ nữ khác của Hạ Thiên, nhưng nàng vẫn rất kiên trì. Cho nên... như bây giờ là tốt nhất. Y tỷ, không phải chứ? Ngươi cũng hùa theo cái đồ lưu manh đó sao? Ninh Nhụy Nhụy giật mình, chẳng giống tính cách của ngươi gì cả. Hạ Thiên ngược lại rất thích, chui đầu vào lòng Y Tiểu Âm, sau đó gối đầu lên bắp đùi của nàng, ánh mắt khiêu khích nhìn Ninh Nhụy Nhụy, tiểu muội chân dài, cô đang ghen tị ra mặt đấy. Nhưng cô yên tâm đi, ta nhất định sẽ đối xử công bằng với cô mà. Y Tiểu Âm sờ mặt Hạ Thiên, bây giờ ngươi có thể đưa đồ cho ta xem được rồi chứ? Này, cho nàng, Hạ Thiên móc hai món đồ trong ngực đưa cho Y Tiểu Âm. Y Tiểu Âm trịnh trọng tiếp nhận hai món đồ, đặt lên trên bàn, cẩn thận quan sát. Tại sao lại có viên đá này nhỉ? Ninh Nhụy Nhụy nhìn thấy viên đá màu tím, chẳng lẽ là hóa thạch của thứ gì sao? Hạ Thiên khinh thường nói, tiểu muội chân dài, cô đúng là không có kiến thức. Đây là linh thạch cực phẩm. Linh khí chứa đựng bên trong đoán chừng đủ rót đầy một linh tuyển trên trái đất. Linh thạch, Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy hứng thú, tiện tay cầm lấy, nhìn nó cũng không có gì đặc biệt, không giống với linh thạch bên trong bí cảnh dưới đáy biển. Linh thạch bên trong bí cảnh chỉ là linh thạch bình thường, đương nhiên kém hơn so với khối này rồi. Hạ Thiên chậm rãi giải thích, nhưng cũng chính vì như thế, chúng ta mới có thể sử dụng những linh thạch bình thường. Đoán chừng tạm thời chưa cần dùng đến khối linh thạch màu tím này. Vì sao? Ninh Nhụy Nhụy không hiểu. Hạ Thiên đáp, tính chất của nó quá cao, phải là người có tu vi độ kiếp kỳ mới có thể sử dụng. Cô không dùng được đâu. Ninh Nhụy Nhụy đặt khối linh thạch xuống, vậy ngươi cũng không dùng được. Nếu ta muốn dùng, ta sẽ dùng được. Hạ Thiên nhếch miệng xem thường, chẳng qua bây giờ ta không cần đến nó mà thôi. Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy hơi buồn cười, thôi đi, không dùng được thì nói không dùng được, còn bướng bỉnh không chịu nhận. Khối linh thạch này chẳng có gì đẹp,
hoặc giữ lại hoặc đưa đến chỗ Triệu Thanh Thanh, nhờ nàng ấy tìm một số nhà khoa học để nghiên cứu. Y Tiểu Âm suy nghĩ một chút, bắt đầu sắp xếp, mấy trang giấy cổ này nhất định có cùng một nơi xuất phát với những gì mà ta lấy được trên đảo Sương Nguyệt. Ta phải nghiên cứu lại. Vợ Y Y, nàng đừng nói nàng lại bế quan nữa nhé. Hạ Thiên bất mãn nói. Ta không phải tu luyện, bế quan cái gì chứ? Y Tiểu Âm lườm hắn một cái, sau đó đứng lên, ta cần một hoàn cảnh yên tĩnh. Văn tự trên những tờ giấy này có chút quy luật, ta nhất định phải nghiên cứu cẩn thận. Nếu ngươi không có việc gì thì đừng quấy rầy ta. Được rồi, nàng đi đi. Hạ Thiên đành phải lộn mèo chuyển sang gối trên đùi Ninh Nhụy Nhụy. Trước khi đi, Y Tiểu Âm quay đầu nói với Hạ Thiên, thật ra ngươi cũng có việc để làm đấy. 3 ngày sau, Trung Nam Sơn sẽ tổ chức đại hội ẩn tiên. Ngươi và Nhụy Nhụy đến đó tham gia đi. Đại hội ẩn tiên, Hạ Thiên sửng sốt, cách đây không lâu, hắn cũng đã nghe từ miệng của môn chủ Thánh Thủ Môn, bây giờ lại nghe Y Tiểu Âm nhắc đến, đại hội này có liên quan đến chúng ta sao? Y Tiểu Âm gật đầu, có liên quan. Đại hội ẩn tiên cứ cách 60 năm sẽ tổ chức một lần, trên cơ bản sẽ mời tất cả tán tiên và ẩn tu trên khắp cả nước, thậm chí là toàn thế giới đến tham dự, cũng được xem là một sự kiện lớn của tu tiên giới. Nhưng có liên quan gì đến chúng ta chứ? Ta còn chưa nói hết mà. Y Tiểu Âm thản nhiên nói tiếp, tiểu tiên giới rất có khả năng sẽ phái người đến tham gia đại hội. Hơn nữa, An Tâm Quán Trung Nam Sơn cũng đã gửi thư mời đến công ty. Ngươi và Nhụy Nhụy đến đó xem sao, tốt nhất là có thể tìm được manh mối của tiểu tiên giới. Hạ Thiên khó hiểu nhìn Ninh Nhụy Nhụy, tiểu muội chân dài, tại sao cô lại muốn tham gia cái đại hội buồn tẻ đó? Bọn họ cũng gửi thư mời cho ta. Ninh Nhụy Nhụy đáp, hơn nữa, ngươi quên rồi sao, vị Cát đạo trưởng bí cảnh dưới đáy biển đã nhờ ta trả Lưu Vân Thiết nhận về cho An Tâm Quán. Hạ Thiên lại hỏi, vì sao bọn họ lại gửi thư mời cho cô? Cái này ta cũng không rõ nữa. Ninh Nhụy Nhụy cũng cảm thấy lạ. Mặc dù bây giờ nàng cũng đã là tu tiên giả, nhưng ngoại trừ Hạ Thiên và những người chung quanh, những người khác không thể biết được. Vì sao An Tâm Quán lại gửi thư mời cho nàng? Thôi quên đi, không nghĩ ra thì cũng không cần suy nghĩ. Đến lúc đó tự khắc chúng ta sẽ biết. Hạ Thiên lười đi lòng vòng, tuy nhiên, đại hội ẩn tiên này rốt cuộc muốn làm cái gì? 120 năm trước, đại hội được tổ chức là để tập trung lực lượng tán tiên bảo vệ quốc gia. Nhưng lúc đó người tổ chức bỗng nổi cơn điên, muốn nuốt chửng tu vi của tán tu tham gia đại hội. Cuối cùng bị các tán tu hợp lực tiêu diệt. Y Tiểu Âm giải thích, lần này rất có thể bởi vì bí cảnh bị phát hiện lần nữa, cùng với biến cố đảo Sương Nguyệt, dẫn đến linh khí phân bố trên trái đất phát sinh thay đổi. Đoán chừng bọn họ muốn thương lượng chuyện này. Hạ Thiên ngáp một cái, cảm thấy chẳng chút thú vị, một đám người nhàm chán. Trên thế giới này còn có người nhàm chán hơn ngươi sao? Ninh Nhụy Nhụy hỏi ngược lại. Tiểu muội chân dài, cô nói vậy là hơi quá rồi. Hạ Thiên mỉm cười với Ninh Nhụy Nhụy, ta tuyệt không nhàm chán, hơn nữa ta còn rất thú vị. Không tin, cô có thể thử. Ninh Nhụy Nhụy cũng không phải thiếu nữ ngây thơ trong trắng thích mơ mộng. Mấy chuyện này, nàng khinh thường chú ý, muốn thử thì ngươi tự thử đi, ta không rảnh thử với ngươi. Tóm lại, ngươi phải nhớ cho kỹ, ngày mai cùng ta đến Trung Nam Sơn là được. Tại sao chúng ta phải đi vào ngày mai? Hạ Thiên tùy ý hỏi thăm. Đi sớm một ngày, chúng ta có thể tìm hiểu sớm tình huống một chút. Ninh Nhụy Nhụy trả lời, sau đó đứng dậy, nói với Hạ Thiên, ta muốn đến phòng tập gym, ngươi ở đây chơi đi. Nói xong, nàng không thèm xem phản ứng của Hạ Thiên nữa, rời khỏi văn phòng. Tại sao tất cả đều đi hết vậy? Hạ Thiên chắc chắn sẽ không thành thật ở lại một mình trong văn phòng. Như vậy thì quá nhàm chán rồi, vợ Y Y là một người cuồng công việc. Bây giờ nàng ấy nhất định không có thời gian đi theo ta. Bối nha đầu cũng đang tránh ta. Không biết vợ tiểu Y Y đang làm gì. Nếu không, ta đến tìm nàng ấy chơi vậy. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn móc điện thoại ra, phát hiện là một dãy số lạ. Alo, Hạ Thiên vẫn nhận điện thoại. Xin chào, xin hỏi ngươi chính là Hạ Thiên sao? Đối diện vang lên giọng nói của một cô gái. Hạ Thiên hào hứng hẳn lên, ta chính là Hạ Thiên, vì sao ngươi lại có số của ta? Ta không biết, có người gửi số của ngươi đến điện thoại của ta.
Cô gái đối diện hơi bối rối, giọng nói cũng trở nên khẩn trương, nếu ngươi là Hạ Thiên, ngươi có thể đến cứu ta hay không? Hạ Thiên ngáp một cái, ngay cả ngươi là ai ta còn không biết, tại sao ta lại phải đi cứu ngươi chứ? Là ta đấy, ngươi không nhận ra giọng nói của ta sao? Cô gái đối diện hơi tức giận, mấy ngày trước chúng ta còn gặp nhau mà. Hạ Thiên nhếch miệng, không có ấn tượng. Ta là Hoa Tư Dung, bạn thân của Bàng Thu Thủy, ngươi còn nhớ không? Cô gái đối diện chợt bắn liên thanh, mấy ngày trước cổng trường Đại học Giang Hải, ngươi dẫn Thu Thủy và Đường Hỏa rời đi, về sau phát sinh một loạt chuyện kỳ quái. Gần đây có người muốn giết ta không còn cách nào khác, chỉ có thể xin ngươi giúp ta. Hạ Thiên không chút hứng thú xen vào việc người khác, trong lúc hắn đang định tắt điện thoại, bỗng điện thoại vang lên tín hiệu tin nhắn đến với hai chữ cứu nàng. Ta không có hứng, ta không đi cứu. Hạ Thiên nhớ lại ngoại hình của Hoa Tư Dung, lập tức mất hẳn hứng thú, trực tiếp từ chối. Điện thoại di động một lần nữa nhận được tin nhắn, Thượng Thiên có đức hiếu sinh. Ta không phải Thượng Thiên, bé ngoan, nếu ngươi không có lý do nào khác, ngươi đừng gửi tin nhắn nữa. Hạ Thiên nhìn qua tin nhắn, không khỏi ngáp một cái, hoàn toàn không chút động tĩnh. Bé ngoan lại gửi một tin nhắn, ngươi không cứu cô ta, vợ của ngươi sẽ tức giận. Vợ của ta sẽ tức giận, vợ nào? Hạ Thiên đã chịu chú ý hơn, nhưng cũng không vì vậy mà tin tưởng bé ngoan, nhìn Hoa Tư Dung đó hình như chẳng hợp với bà vợ nào của ta cả. Bé ngoan trả lời, ngươi đi cứu cô ta đi rồi sẽ biết. Này, bé ngoan, có gì ngươi cứ nói thẳng ra đi, cô ta có phải bạn của ngươi không? Hạ Thiên bỗng hiểu ra, cười nói, nếu ngươi thừa nhận, ta có thể phá lệ đi cứu cô gái này. Không phải, bé ngoan phủ nhận, đồng thời còn hơi tức giận, ngươi có cứu hay không? Dù sao, nếu ngươi còn ở lại thêm một lát nữa, ngươi chết rồi, tương lai thua thiệt cũng chỉ là ngươi. Nói nhảm một hồi, sau đó là một địa chỉ xuất hiện. Hạ Thiên cười khẩy, vậy cứ để cô ta chết đi, chẳng liên quan gì đến ta. Chưa đến một giây, điện thoại Hạ Thiên vang lên, hắn lấy làm lạ nhìn thoáng qua dãy số. Sau khi nghe điện thoại, hắn lựa chọn ra ngoài. Chấm. Tại một công trường không người chỗ nào đó ở Giang Hải. Hoa Tư Dung đang bị cột chặt vào một cái ghế. Một người đội mũ lưỡi chai đeo khẩu trang che mặt đang đứng trước mặt cô. Ta đã gọi điện thoại rồi, ngươi có thể thả ta ra được chưa? Hoa Tư Dung hoảng sợ, khóe mắt vẫn còn đọng nước, ta không biết gì thật mà. Ngươi nói những thứ này với ta cũng vô dụng thôi. Giọng nói của người thanh niên đeo khẩu trang hẳn đã được xử lý, vừa khan vừa lạ, ngươi hãy cẩn thận suy nghĩ lại đi, còn những người khác hay không, hay chỉ một mình Hạ Thiên? Hắn thật sự có bản lĩnh mang Bàng Thu Thủy và Đường Hỏa đi cùng một lúc hay sao? Hoa Tư Dung vội vàng lắc đầu, vô cùng khẳng định, không có ai cả. Ta tận mắt nhìn thấy hắn mang Thu Thủy và Đường Hỏa đi. Lúc đó còn có rất nhiều người nhìn thấy, thậm chí còn có người quay lại. Ngươi chỉ cần thăm dò một chút là biết ngay thôi. Ta đã điều tra qua, người thanh niên đeo khẩu trang nắm lấy cằm Hoa Tư Dung, nhưng những người kia lại không nhớ có chuyện như thế. Hơn nữa trong điện thoại của bọn họ cũng không quay được cái gì. Hoa Tư Dung biến sắc, hoảng hốt không thôi, không thể nào. Nhất định Hạ Thiên đã uy hiếp bọn họ. Ta từng nghe Thu Thủy nói Hạ Thiên có tiền và cũng rất có thế. Có tiền, còn rất có thế. Người thanh niên đeo khẩu trang bật cười, vậy hắn bắt Bàng Thu Thủy và Đường Hỏa là có mục đích gì? Hoa Tư Dung không khỏi lắc đầu, ta thật sự không biết. Ta chỉ biết Đường Hỏa thích Thu Thủy nhưng Thu Thủy lại thích Hạ Thiên. Hạ Thiên lại không có cảm giác gì với cô ấy. Hôm đó, Thu Thủy muốn hẹn Hạ Thiên đi ăn cơm, ta chỉ muốn ăn trực, thuận tiện nhìn xem Hạ Thiên như thế nào, sau đó đã phát sinh chuyện kia. Được rồi, người thanh niên đeo khẩu trang thả lỏng tay ra, vậy ngươi cảm thấy tên Hạ Thiên đó có đến cứu ngươi hay không? Hoa Tư Dung thật sự không biết, dù sao giữa nàng ta và Hạ Thiên cũng chẳng có giao tình gì. Cùng lắm cũng chỉ có duyên gặp mặt một lần, lại còn không vui vẻ gì cho lắm. Nhưng tình thế bức bách trước mắt, nàng ta đành phải nói trái với lương tâm, hắn nhất định sẽ đến cứu ta. Hạ Thiên là một tên rất háo sắc, ta cũng được tính là xinh đẹp. Hôm đó, hắn muốn dụ dỗ ta, nhưng ngại có Thu Thủy, hắn không dám hành động lộ liễu mà thôi. Người thanh niên đeo khẩu trang nhìn chằm chằm vào mặt Hoa Tư Dung,
có vẻ đồng ý với lời nói của nàng ta, vậy ta cho ngươi 10 phút. Nếu tên Hạ Thiên kia không đến, ta xin lỗi, ngươi nhất định phải out. Nếu hắn đến, ngươi sẽ còn một chút hy vọng sống. Rốt cuộc ngươi là ai? Ta với ngươi không cừu không oán, tại sao ngươi lại đối xử với ta như thế? Trong lòng Hoa Tư Dung chợt lạnh lại, khóc òa lên, nếu các ngươi có thù với Thu Thủy, vậy các ngươi tìm cô ta đi. Ta chỉ là đồng nghiệp kiêm bạn cùng phòng với cô ta mà thôi. Ta hoàn toàn không biết chuyện gì của cô ta hết, các ngươi giết ta cũng không có ý nghĩa. Ý nghĩa, thật ra không tồn tại, truy tìm nó cũng là một chuyện không có ý nghĩa. Người thanh niên đeo khẩu trang lắc tay một cái, một con dao giải phẫu sáng bóng xuất hiện, giết ngươi quả thật hơi phiền phức, nhưng cũng có thể phòng ngừa một số chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ta còn có thể gia tăng thêm chút niềm vui, vì sao ta lại không làm chứ? Ngươi cũng nên để cho ta chết một cách rõ ràng chứ? Hoa Tư Dung nghe xong, biết mình tai kiếp khó thoát, nhưng vẫn tức giận như cũ, ta đã trêu chọc ngươi chỗ nào chứ? Người thanh niên đeo khẩu trang cầm con dao phẫu thuật kề sát gương mặt Hoa Tư Dung, thản nhiên nói, dù sao ngươi cũng sắp chết rồi, ta cũng có thể tiết lộ một số bí mật cho ngươi biết. Hoa Tư Dung vừa sợ hãi vừa tò mò. Ta có danh hiệu khẩu cháo, là một sát thủ, làm việc cho một tổ chức rất thần bí. Người thanh niên đeo khẩu trang giống như đã lâu rồi không trò chuyện cùng người khác, phạm vào là nghiện, nói chuyện với Hoa Tư Dung giống như đang nói chuyện phiếm với bạn cũ. Mấy tháng trước, tổ chức đã chú ý đến bảng Thu Thủy, còn có Đường Hỏa, cũng đã bỏ công sức rất lớn lên người bọn họ. Kết quả mấy ngày trước, bọn họ lại mất tích một cách bí ẩn, thậm chí mọi thứ về họ cũng đều bị quét sạch sẽ. Những cố gắng trước đó của tổ chức đã trôi theo dòng nước. Hoa Tư Dung làm bộ chăm chú lắng nghe, nhưng hai tay bị cột đằng sau vẫn không nghỉ ngơi, vẫn luôn nghĩ cách cởi dây thừng. Người thanh niên đeo khẩu trang không phát hiện thật hay là nói đến nghiệt, vẫn phối hợp như cũ tổ chức phái ta đến đây điều tra. Đáng tiếc cha tới cha lui, cuối cùng cha được ngươi là người của Thu Thủy và Đường Hỏa. Ngươi nói bọn họ được Hạ Thiên mang đi, nhưng ta lại không điều tra được tin tức của Hạ Thiên. Vì thế ta không thể không hoài nghi ngươi đang nói dối. Không, ta tuyệt đối không có nói dối. Hoa Tư Dung vội vàng giải thích, cái tên Hạ Thiên rất nổi tiếng ở Giang Hải, ngươi chỉ cần chú tâm nghe ngóng, nhất định ngươi sẽ thăm dò được một số tin tức, ví dụ như có lời đồn nói hắn là ông chủ lớn đằng sau tập đoàn Thần Y. Tập đoàn Thần Y, người thanh niên đeo khẩu trang mỉm cười lắc đầu, đây chính là một tảng mỡ dày. Nếu thân phận Hạ Thiên đúng như lời ngươi nói, đó chính là một bước đột phá xuất sắc. Nhưng làm sao ta biết ngươi có nói thật hay không? Mạng của ta nằm trong tay ngươi, ta cần chi phải nói dối chứ? Hoa Tư Dung vội vàng nói. Người thanh niên đeo khẩu trang mỉm cười đắc ý, con dao giải phẫu đột nhiên hạ xuống cổ Hoa Tư Dung, ta có một biện pháp độc môn có thể phát hiện người đó có nói dối hay không? Ngươi có muốn thử một chút không? Biện pháp gì? Hoa Tư Dung kinh hồn táng đảm hỏi. Nghe nói, khi người chuẩn bị chết đi, con mắt sẽ biết nói chuyện, mà còn là nói thật. Người thanh niên đeo khẩu trang bỗng nhiên cười gằn, con dao giải phẫu gọn gàng cắt một nhát lên cổ Hoa Tư Dung, ta đặc biệt muốn nghe con mắt biết nói gì. Phốc, cái cổ trắng như tuyết bắn máu tung tóe. Hoa Tư Dung mở to mắt, không thể tin được nhìn người thanh niên đeo khẩu trang trước mặt, con ngươi tràn đầy khát vọng sống. Đáng tiếc đã không còn làm nên chuyện gì được nữa rồi. Hai. Quả nhiên lời đồn chỉ biết gạt người, mắt có biết nói chuyện đâu. Người thanh niên đeo khẩu trang lắc đầu tiếc nuối, 10 phút đã qua, Hạ Thiên không đến đây, cho nên ngươi GAMEOVEA. Ái chà, anh rể, đều tại ngươi hết đấy, ngươi chậm quá rồi. Lúc này, một giọng nói thiếu nữ phàn nàn vang lên cách đó không xa, nếu chị dâu tương lai của ta bị giết, ta trở về làm sao ăn nói với anh họ đây. Ngươi cũng không cần ăn nói. Bảo hắn ta tìm người khác là được. Một giọng nói vừa lười biếng vừa có chút xem thường vang lên. Không bao lâu sau, hai bóng người đến gần, là một cô gái xinh đẹp mặc váy xanh và một người thanh niên bình thường chẳng có gì lạ mắt. Cô gái mặc váy xanh thấy Hoa Tư Dung đã tắt thở, vội che mắt lại, thở dài nói quả nhiên vẫn đến chậm. Anh rể, không phải ngươi đã nói không có gì ngươi làm không được sao? Bây giờ chị dâu tương lai của ta chết rồi. Ngươi nói như thế nào đây? Thuần nha đầu, ta nói cô ta không chết thì cô ta nhất định sẽ không chết. Người thanh niên lười biếng dĩ nhiên là Hạ Thiên,
còn cô gái mặc váy xanh là Thạch Thuần. Thạch Thuần trừng mắt nhìn Hạ Thiên, anh rể, không phải 12 năm rồi ngươi không rời khỏi núi, công phu thoái hóa hay không? Từ tập đoàn thần y đến nơi này không xa, ngươi lại tìm hơn 10 phút. Còn không phải trước khi đi ta phải đến phi trường đón ngươi sao? Hạ Thiên bất mãn ngáp một cái. Thạch Thuần cảm thấy hơi ngại, đúng là nàng đã làm trễ nãi một ít thời gian, đành phải nói với Hạ Thiên, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Cứu sống cô gái này không được sao? Hạ Thiên cho rằng chuyện này chẳng có gì to tát, thuận miệng đáp. Thạch Thuần gõ đầu của mình một cái a, suýt chút nữa quên mất người có bản lãnh cải tử hồi sinh. Tiếp theo, nàng lại cười hì hì với Hạ Thiên, vậy phải làm phiền anh rể rồi. Hạ Thiên chậm rãi bước đến chỗ Hoa Tư Dung nhìn như đã chết, không thèm nhìn người thanh niên đeo khẩu trang. Ngươi chính là Hạ Thiên. Người thanh niên đeo khẩu trang cản đường Hạ Thiên, cười nói, cô gái này chết rồi, đừng lãng phí thời gian nữa. Ta có chuyện quan trọng hơn cần ngươi phối hợp. Không rảnh, thằng ngu ngươi trước cút sang một bên. Hạ Thiên tùy ý khoát tay, chỉ thấy người thanh niên đeo khẩu trang giống như bị trọng kích, bay rớt ra ngoài mấy chục mét, đụng ngã 7-8 cây cột. Khó khăn lắm mới dừng lại. Anh rể, người ra tay nhẹ quá. Thạch Thuần nhìn người thanh niên đeo khẩu trang ngã sấp xuống ở đằng xa, ngươi nhìn hắn ta đi, một chút cũng không có việc gì, sắp sửa bò dậy cho xem. Hạ Thiên lấy ra ngân châm, đâm 2-3 châm trên thi thể Hoa Tư Dung, sau đó thu lại ngân châm, được rồi, cô ta không sao rồi. Vậy là được, mặc dù Thạch Thuần biết châm pháp của Hạ Thiên rất thần kỳ, nhưng vẫn còn chút nghi hoặc, tại sao ta lại có cảm giác châm pháp của anh rể còn qua loa hơn cả 12 năm trước nhỉ? Khởi tử hồi sinh, quả thật buồn cười, người thanh niên đeo khẩu trang lướt gấp đến, dao giải phẫu xẹt qua một tia sáng, chém về phía cổ họng Hạ Thiên, để ta tiễn các ngươi đi chung một lượt. Hạ Thiên và Thạch Thuần cũng chẳng để ý đến người thanh niên đeo khẩu trang, giống như chiêu thức tất sát của hắn ta chỉ là trò xiếc. Khụ khụ khụ. Hoa Tư Dung tưởng đã chết lại ho khan 3 tiếng, sau đó mở bừng mắt. A, người thanh niên đeo khẩu trang nhìn thấy, không khỏi cả kinh, lông tóc dựng đứng, con dao giải phẫu trong tay rơi xuống, không thể nào. Cô gái này rõ ràng đã chết, do chính tay ta giết. Hai mắt người thanh niên đeo khẩu trang trở nên vô thần, thế gian này thật sự tồn tại chuyện khởi tử hồi sinh hay sao? Thạch Thuần nhìn thoáng qua người thanh niên đeo khẩu trang. Mỉm cười trấn an, tiểu hỏa tử, ngươi cũng đừng ngạc nhiên quá. Đây chỉ là thao tác cơ bản của anh rể ta mà thôi. Thao tác cơ bản, người thanh niên đeo khẩu trang sửng sốt cả nửa ngày, bỗng nhặt con dao phẫu thuật lên, cảnh giác chỉ vào Hạ Thiên và Thạch Thuần, hai người các ngươi rốt cuộc là ai? Các ngươi thuộc tổ chức nào? Hạ Thiên không thèm để ý đến hắn ta, chỉ ôm lấy Thạch Thuần, thản nhiên nói, Thuần nha đầu, ngươi cũng đã cứu sống rồi. Chúng ta có thể đi được chưa? Anh rể, không phải chứ. Ngươi cứ như vậy mà bỏ đi. Thạch Thuần đưa tay chỉ người thanh niên đeo khẩu trang, hung thủ giết người ở đây, chẳng lẽ ngươi không xử lý hắn ta sao? Hạ Thiên nhếch miệng, xử lý mấy loại người ngu ngốc này chẳng có ý nghĩa gì đâu. Không được, Thạch Thuần lắc đầu, kiên định nói, ngươi nhất định phải xử lý. Nếu không, làm sao thể hiện được sự lợi hại của ngươi chứ? Anh rể, 12 năm rồi ngươi không rời khỏi núi, ngươi có biết rất nhiều người ở thành phố Giang Hải này đã quên mất huy danh hiển hách của ngươi, ví dụ như tên nhóc này. Hắn ta còn chưa từng nghe nói qua ngươi. Chẳng lẽ đây không phải là sự sỉ nhục đối với đệ nhất thần y trong thiên hạ là ngươi sao? Đệ nhất thần y trong thiên hạ, người thanh niên đeo khẩu trang cau mày, cười nhạo, đây là danh hiệu của ngươi trong tổ chức sao? Hơi cuồng vọng rồi đó. Thạch Thuần có chút thương hại nhìn người thanh niên đeo khẩu trang. Nàng nói với Hạ Thiên, anh rể, đầu óc người này không được tốt cho lắm. Nếu không, ngươi châm cho hắn ta mấy châm, để hắn ta thông minh lên một chút, hắn ta nói chuyện khó khăn quá. Nói chuyện cái rắm với cái thứ ngớ ngẩn này. Hạ Thiên ngáp một cái, nhấc chân đạp bay người thanh niên đeo khẩu trang, lực đạo hơi lớn, óc đối phương văng tung tóe, đoán chừng không sống nổi. Ôi chao, anh rể. Tại sao ngươi lại đá chết hắn ta rồi? Thạch Thuần đong đưa không thôi, chúng ta còn rất nhiều chuyện cần hỏi mà, ví dụ như ai phái hắn ta đến, tại sao hắn ta lại muốn giết chị dâu tương lai của ta? Còn nữa, vì sao hắn ta lại theo dõi Bàng Thu Thủy và Đường Hỏa? Anh rể, ngươi mau cứu sống hắn ta đi,
chúng ta từ từ mà chơi, à không, từ từ hỏi thăm. Hạ Thiên hơi nhức đầu, tiểu quỷ này vẫn tinh quái như trước, chỉ tổ lãng phí thời gian, ta muốn quay về ngủ. Ban ngày mà ngủ cái gì? Thạch Thuần nghiêng cái đầu nhỏ, con người đảo một vòng, có chút khét bỏ, này, anh rể, người háo sắc quá đi, tốt xấu gì cũng để cho các tỷ tỷ của ta nghỉ ngơi một chút. Người cần tiết chế lại, coi chừng thận hư, dù sao cũng hơn 30 rồi. Thận của ta làm sao mà hư được? Hạ Thiên hơi khó chịu nhìn Thạch Thuần, người còn ở đó nói hưu nói vượn, người có tin ta đánh người không? Không tin, Thạch Thuần cười to, người không thể nào đánh ta được đâu. Dù sao ta cũng xinh đẹp như vậy, về sau còn làm cô vợ nhỏ của ngươi nữa, ngươi thương ta còn không hết nữa là. Hoa Tư Dung ở bên cạnh đã tỉnh lại, nghe hai người nói chuyện, nàng ta lúng túng không thôi, đành phải giả bộ tiếp tục hôn mê. Thật ra, nàng ta vẫn còn chưa tỉnh hồn, cũng không rõ nàng ta là khởi tử hoàn sinh hay là vừa rồi nàng ta chưa chết, được Hạ Thiên cấp cứu. Được rồi, đã tỉnh thì cũng đừng giả vờ ngủ nữa. Thạch Thuần nhìn Hoa Tư Dung một chút là biết nàng ta đã tỉnh, quan tâm hỏi một câu, chị dâu tương lai, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi là ai? Hoa Tư Dung nghe Thạch Thuần gọi mình như thế, không khỏi sửng sốt, chúng ta không hề quen biết nhau, ngươi gọi ta chị dâu là có ý gì? Thạch Thuần mỉm cười, trước đó không biết, bây giờ sẽ biết. Ta tên Thạch Thuần, có anh họ tên Vân Tiểu Minh, cũng là lão sư trường Đại học Giang Hải. Hắn ta rất thích ngươi. Là bạn trai tương lai của ngươi. Vân Tiểu Minh, Hoa Tư Dung suy nghĩ một lát, rốt cuộc cũng có chút ấn tượng. Đó là một người thanh niên hình dáng bình thường, đeo kính cận dày cộm, mặc áo sơ mi sọc quanh năm, người nói chính là Vân giảng viên khoa chính trị và pháp luật. Ta và hắn ta thật ra cũng không quen, cùng lắm cũng chỉ là quen biết sơ. Hắn ta cũng không phải bạn trai của ta. Hơn nữa. Được rồi, ngươi không cần giải thích. Ta chẳng có hứng thú với việc ngươi có thích hắn ta hay không. Dù sao hắn ta thích ngươi là được. Thạch Thuần trịnh trọng nói với Hoa Tư Dung, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bạn gái của anh họ ta, hiểu chưa? Hoa Tư Dung ngẩn ra, mặt có vẻ không vui, ta không hiểu ý của cô. Chọn ai làm bạn trai là quyền tự do của ta, ngươi không có quyền can thiệp. Bốp, Thạch Thuần tát cho Hoa Tư Dung một bạt tai, nếu ngươi đã không biết, vậy ta sẽ để cho ngươi rõ. Hoa Tư Dung bị một cái tát đánh cho hồ đồ, hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào, vô thức quay sang nhìn Hạ Thiên. Đừng nhìn anh rể ta, hắn sẽ không nói giúp gì cho ngươi đâu. Ánh mắt lanh lợi của Thạch Thuần nhìn thẳng Hoa Tư Dung, nghiêm túc nói, một tháng trước, ngươi bị Hàn viện trưởng quấy rối trong phòng, là anh họ ta cứu ngươi, sau đó có phải ngươi nói muốn làm bạn gái hắn ta không? Lúc đó ta chỉ thuận miệng nói mà thôi, ta nói đùa mà. Hoa Tư Dung cũng nhớ đến điều này, chẳng qua không muốn thừa nhận. Ta chẳng có hứng thú với mấy chuyện này, mà nó cũng chẳng liên quan gì đến ta. Thạch Thuần chỉ vào Hoa Tư Dung, tóm lại, đây là chuyện mà ngươi đã đồng ý. Lúc đó anh rể ta không có hứng cứu ngươi, là ta xin hắn, hắn mới đồng ý. Nếu ngươi không phải là chị dâu tương lai của ta, ta cũng lười quan tâm đến sự sống chết của ngươi. Hoa Tư Dung cũng chẳng phải đồ ngốc. Nếu không có Hạ Thiên, bây giờ nàng ta đã mổ xanh cỏ. Nghĩ lại, nếu sau này nàng ta gặp phải mấy chuyện nguy hiểm như thế, không ai ra tay cứu giúp, đoán chừng nàng ta khó thoát khỏi cái chết. Nàng ta bắt đầu cân nhắc lợi hại, ta biết phải làm sao. Ta mặc kệ ngươi thật lòng hay giả dối. Thạch Thuần nhếch miệng, tóm lại, chuyện mà ngươi đã đồng ý, ngươi tốt nhất nên làm cho được. Còn không, ta không bỏ qua cho ngươi đâu. Vân giảng viên cũng không phải là một đối tượng tệ để kết giao. Hoa Tư Dung đã đưa ra quyết định, mặc dù hắn ta hơi thật thà, lại không biết cách giao tiếp, nhưng hắn ta làm người chân thành, thật sự rất đáng quý. Điều này thì đúng, Thạch Thuần mỉm cười, cũng giống như anh rể của ta, tuy không đẹp trai, tính xấu cả một đống nhưng nếu cẩn thận xem lại, vẫn còn một số ưu điểm. Nếu không, tỷ tỷ của ta cũng không lọt vào tay của hắn. Này, Thuần nha đầu, người muốn bị đánh đúng không? Hạ Thiên nghe xong, cảm thấy khó chịu, cái gì mà bảo rằng ta không đẹp trai? Ta là đệ nhất soái ca trong thiên hạ, trên thế giới này chẳng có ai đẹp bằng ta. Ưu điểm của ta có nói 3 ngày 3 đêm cũng không hết, không cần cẩn thận xem lại. Được rồi, người cứ suy diễn, đừng tức giận nữa.
Thạch Thuần giống như đang an ủi một con sủng vật, xoa đầu Hạ Thiên, anh rể, người quả nhiên vẫn tính toán chi li như vậy. Ta chỉ thuận miệng nói mà thôi, nếu ngươi không có ưu điểm gì, làm sao có chuyện ta đồng ý làm cô vợ nhỏ của ngươi trong tương lai chứ? Hạ Thiên nhếch miệng, bất mãn nói, ta còn chưa đồng ý để ngươi làm cô vợ nhỏ trong tương lai của ta. Anh rể, ngươi có muốn kiêu ngạo cũng đừng kiêu ngạo với ta. Thạch Thuần bày ra vẻ mặt ta hiểu ngươi từ lâu lắm rồi, thật ra, trong lòng ngươi đã sớm vui như nở hoa. Hai, tỷ tỷ của ta, còn có nhụy nhụy tỷ, tất cả đều bị thái độ này của ngươi lừa. Ta lười so đo với tiểu nha đầu ngươi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, Thuần nha đầu, bây giờ chúng ta đi được chưa? Thạch Thuần nhìn Hoa Tư Dung, chúng ta đưa cô ta về lại Đại học Giang Hải đi. Vậy thì đi thôi, Hạ Thiên một tay ôm lấy Thạch Thuần. Một tay khác làm bộ ôm Hoa Tư Dung. Khoan đã, để ta ôm cô ta. Thạch Thuần vuốt tay Hạ Thiên, mỉm cười nắm lấy vai Hoa Tư Dung, chị dâu tương lai, phải ủy khuất cho ngươi rồi. Thuật phi hành của ta còn chưa thuần thục. Hoa Tư Dung giống như đang nằm mơ, hoàn toàn không biết Thạch Thuần và Hạ Thiên đang nói cái gì, mặc dù ở đây hoang vắng, nhưng vẫn có xe qua lại. Chỉ bằng chúng ta gọi một chiếc xe đi. Không cần thiết phải như vậy. Khóe miệng Thạch Thuần nhếch lên, lộ ra nụ cười nghịch ngợm. Nàng nắm lấy vai Hoa Tư Dung, bỗng nhiên bay lên, lướt gấp giữa không trung. À, Hoa Tư Dung sửng sốt mất mấy giây. Chờ đến khi tỉnh lại, người nàng ta đã ở giữa không trung, thiếu chút nữa sợ tè ra quần. Mấy phút sau, Thạch Thuần bay đến một góc nào đó ở Đại học Giang Hải, tiện tay ném Hoa Tư Dung xuống đất này, người mất vệ sinh quá đi. Ngươi có biết tiểu bậy là hành vi không văn minh không? Hoa Tư Dung cười khổ nằm dạp dưới đất, cú sốc vừa nãy còn chưa được làm dịu, ánh mắt nàng ta nhìn Thạch Thuần giống như nhìn ma nữ trong truyền thuyết. Này, tiểu Minh ca, ngươi có ở trường học không? Thạch Thuần không để ý đến Hoa Tư Dung, móc điện thoại ra gọi, ta đã phát định vị cho ngươi rồi, ngươi qua đây một chuyến đi. Ta mang bạn gái đến cho ngươi đấy. Anh rể. Tại sao ngươi còn chậm hơn cả ta vài giây thế? Cúp điện thoại xong, Thạch Thuần quay đầu nhìn Hạ Thiên vừa mới rơi xuống, không phải ngươi còn đến chơi đùa với nhụy nhụy tỷ, bối bối tỷ chứ? Sức khỏe hỏng hết rồi còn gì? Nói xong, cái đầu nhỏ của nàng nghiêng sang một bên, khoan đã, chẳng phải cuộc sống về sau của ta sẽ thua thiệt sao? Không được, ta phải đi khuyên bọn họ nên hoạt động ít đi mới được. Ngươi mới là ít đấy. Hạ Thiên dí vào đầu Thạch Thuần. Bất mãn nói, Thuần nha đầu, ngươi đừng tưởng rằng ta không dám đánh ngươi nhé. Thạch Thuần cười hắc hắc, không tiếp tục nói hưu nói vượn nữa. Mấy phút sau, một người thanh niên mang cặp mắt kính thật dày bước sang bên này. Thạch Thuần, sao ngươi lại đến đây, cũng không nói với ta một tiếng. Người thanh niên đeo mắt kính oán trách, nào, ca mời ngươi ăn tiệc. Tiểu Minh ca, ngươi đừng vội, ta muốn giới thiệu hai người cho ngươi làm quen. Thạch Thuần khoát tay, dáng vẻ như người lớn chỉ vào Hạ Thiên, đây là anh rể của ta, Hạ Thiên. Hẳn ngươi đã từng nghe nhắc đến hắn. Vân Tiểu Minh ngạc nhiên, sau đó mỉm cười đưa tay với Hạ Thiên, ta biết, là ông xã của Vân Thanh Tỷ. Khi ngươi và tỷ của ta kết hôn, ta còn đang đi học ở nước ngoài, vẫn chưa thấy mặt, thật là đáng tiếc. Còn vị này là Hoa Tư Dung, cũng là lão sư ở trường Đại học Giang Hải giống ngươi đấy. Thạch Thuần chỉ vào Hoa Tư Dung đã chỉnh trang lại quần áo. Vân Tiểu Minh ngạc nhiên hỏi, biết chứ, đương nhiên là ta biết rồi. Hoa lão sư, tại sao ngươi lại đi chung với em gái của ta vậy? Hoa Tư Dung mỉm cười xấu hổ, không biết giải thích như thế nào, chỉ ngẫu nhiên quen biết mà thôi. Tiểu Minh ca, không phải ngươi nói với ta ngươi thích Hoa tiểu thư sao, cho nên ta đã ra tay giúp ngươi một tay. Thạch Thuần lười nói nhảm. Đặt tay Hoa Tư Dung vào lòng bàn tay Vân Tiểu Minh, cô ta đã đồng ý làm bạn gái của ngươi, về sau hai người cố gắng ở chung nhé. À, Vân Tiểu Minh choáng váng khi hạnh phúc xuất hiện quá bất ngờ. Lúc này, bên cạnh vang lên một giọng nói không hài lòng, Hoa lão sư thành bạn gái của tên nhóc này từ khi nào vậy? Tại sao ta lại chưa từng nghe nói qua? Một chiếc Mercedes màu trắng sáng đang từ từ dừng lại cách đó không xa. Cửa sổ xe quay xuống, một gương mặt đầy nhờn của một người đàn ông 50 tuổi lộ ra, nhìn Vân Tiểu Minh và Hoa Tư Dung với biểu hiện không vui. Vân Tiểu Minh nhỏ giọng giải thích với Hạ Thiên và Thạch Thuần,
đây là phó viện trưởng của Hoa lão sư, tên Hàn Thế Nhân. Trước đó, ông ta đã từng quấy rối Hoa lão sư, không phải người tốt lành gì. Hoa lão sư, ta nghe nói dạo gần đây cô không thường xuyên lên lớp, trạng thái cũng không được tốt cho lắm. Cô xảy ra chuyện gì sao? Hàn viện trưởng xuống xe, mỉm cười bước về phía Hoa Tư Dung. Hoa Tư Dung nhìn thấy người này, gương mặt không khỏi hiện lên vẻ căm ghét, không thèm để ý đến. Vân Tiểu Minh tiến lên nửa bước, ngăn trước người Hoa Tư Dung, mỉm cười giải thích, ta nghĩ Hoa lão sư có vấn đề về sức khỏe, cho nên. Liên quan gì đến ngươi, cút sang một bên. Hàn viện trưởng khinh thường mắng Vân Tiểu Minh, ta đang nói chuyện với Hoa lão sư, chỗ nào đến phần ngươi lên tiếng. Vân Tiểu Minh nghe tiếng quát tháo, không khỏi biến sắc. Trong lúc do dự, hắn ta bị Hàn viện trưởng đẩy mạnh ra. Hoa Tư Dung lạnh lùng nhìn Hàn viện trưởng, Hàn viện trưởng, ngươi nói vậy là không đúng. Vân lão sư là bạn trai của ta, tại sao hắn ta lại không có phần? Ha ha, Thạch Thuần nhìn thấy, cảm thấy được an ủi. Mặc dù Hoa Tư Dung có nhiều tâm tư, lại ái mộ hư vinh, nhưng là người rất thức thời, khó có được còn có lúc có nguyên tắc. Vân Tiểu Minh nghe Hoa Tư Dung nói như thế, trong lòng như nở hoa, dũng khí tăng lên, xông đến Hàn viện trưởng, sức khỏe bạn gái của ta không được tốt, bây giờ cô ấy muốn trở về nghỉ ngơi. Hàn viện trưởng, mời ngươi tránh sang một bên. Hàn viện trưởng cảm thấy bị sỉ nhục, sắc mặt chuyển sang màu gan heo, mẹ nó, các ngươi cho rằng mình là ai? Các ngươi dám đùa nghịch trước mặt ta như thế, các ngươi có muốn làm việc ở trường nữa hay không? Hàn viện trưởng, nếu ta nhớ không lầm, trước cái danh viện trưởng của ngươi còn có chữ phó đằng trước. Việc chúng ta đi hay ở không do ông quyết định, chỉ cần không phải đối mặt với loại biến thái như Hạ Thiên và Thạch Thuần, hoặc gặp nguy hiểm đến tính mạng, biểu hiện của Hoa Tư Dung vẫn khá chấn định, còn nữa, ta biết rất rõ ngươi có chủ ý gì. Ta đã từng nghe một số lời phàn nàn của học sinh nữ. Ngươi có cần ta báo cảnh sát hoặc xem hiệu trưởng phản ứng ra sao không? Hàn viện trưởng không phản bác được. Đưa tay chỉ vào Hoa Tư Dung, ngươi dám uy hiếp ta. Ngươi cho rằng ta không thể làm gì ngươi sao? Hàn viện trưởng có chiêu gì cứ việc dùng ra. Hoa Tư Dung không sợ Hàn viện trưởng, ứng đối cũng tự nhiên, cùng lắm thì chúng ta cá chết lưới rách, mọi người lưỡng bại câu thương mà thôi. Ta chẳng qua mất công việc, còn ngươi khả năng mất luôn chức viện trưởng, ngươi có muốn thử hay không? Hừ, ngươi dám, Hàn viện trưởng do dự mấy giây. Tức giận chỉ vào Hoa Tư Dung và Vân Tiểu Minh, các ngươi tốt nhất đừng để rơi vào tay của ta, nếu không, các ngươi không có quả ngon để ăn đâu. Mắng xong, ông ta giận dữ quay người rời đi, chợt có người chặn đường ông ta lại. Ông ta lập tức chửi bậy, mẹ nó, ngươi không có mắt à? Ngươi dám cản đường ta, ngươi muốn ăn đòn phải không? Thạch Thuần ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy Hàn viện trưởng, nàng làm ra vẻ kinh ngạc che miệng, ái chà. Lại là Hàn viện trưởng à? Thật ngại quá, mắt ta bị cận thị nặng, không nhìn thấy rõ lão nhân ra ngài. Ngươi là sinh viên khoa nào? Hàn viện trưởng vốn muốn mắng hai câu, kết quả phát hiện cô gái cản đường quá xinh đẹp, còn đẹp hơn Hoa Tư Dung gấp mấy lần. Ông ta lập tức ném sự khó chịu vừa rồi lên chín tầng mây. Thạch Thuần chớp mắt, ỏn ẻn nói, người ta không phải sinh viên, mà là lão sư đến thực tập. Ta đã sớm nghe nói đến đại danh của Hàn viện trưởng, ta vẫn rất muốn gặp lão nhân gia ngài. Bây giờ chẳng phải ngươi đã gặp được rồi sao? Hàn viện trưởng nghe giọng của Thạch Thuần, cả người trở nên xốp giòn, khi nói chuyện còn đưa tay nắm lấy tay Thạch Thuần, ngươi tìm ta có phải muốn chuyển chính thức hay không? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta, chút chuyện nhỏ này ta vẫn có thể giúp ngươi làm được. Bành! Thạch Thuần đá một cước, đá Hàn viện trưởng ngã xuống theo tư thế chó đớp cứt. Đá xong, nàng quay sang nói với Hạ Thiên, anh rể, người đã tận mắt nhìn thấy rồi đấy, cái tên đầu heo này có ý với ta, người mau biến ông ta thành thái giám đi. Hạ Thiên bó tay nhìn Thạch Thuần, người coi ta là đồ ngốc à? Anh rể, người nói vậy là không đúng rồi, nếu trước đó băng băng tỷ, còn có hình tỷ, bọn họ bị trêu chọc, người cũng chủ động ra tay mà. Thạch Thuần bất mãn trừng mắt nhìn Hạ Thiên, miệng phồng lên, thế nào? Vợ tương lai không phải là vợ sao? Không ăn được miếng thịt vào trong miệng thì đó không phải là thịt. Tên đầu heo này sợ tay của ta, ngươi lại thờ ơ, ngươi không yêu ta rồi. Cái gì là đau lòng vợ, chỉ toàn là gạt người, đúng hay không?
Hạ Thiên nhìn Thạch Thuần diễn kịch, lười đáp lại, một cước vừa rồi của ngươi cũng đủ biến ông ta thành thái giám. Ta mặc kệ, tóm lại ngươi hãy đâm ông ta mấy châm, biến ông ta thành thái giám vĩnh viễn. Thạch Thuần vẫn còn chưa hết giận, bổ sung thêm, thuận tiện ngươi hãy khiến cho người ông ta thu hút mãnh nam, để ngày nào cũng có đàn ông đến tìm ông ta, cường bạo ông ta, để xem ông ta có dám sử dụng quy tắc ngầm nào với nữ sinh viên và nữ lão sư nữa hay không. Hoa Tư Dung ở bên cạnh nghe xong, bị dọa đến mồ hôi lạnh túa ra. Thạch Thuần quả nhiên là ma nữ, nàng ta ngàn vạn lần không được để lọt vào tay Thạch Thuần. Nghĩ như vậy, nàng ta không khỏi nắm chặt tay Vân Tiểu Minh, ánh mắt càng thêm ôn nhu. Được, cứ theo như lời ngươi mà xử lý. Hạ Thiên cũng không do dự, ngân quang hiện lên trong lòng bàn tay, đi hai châm trên người Hàn viện trưởng, sau đó quay lại nói với Thạch Thuần, làm xong rồi. Thạch Thuần mỉm cười, giơ ngón tay cái với Hạ Thiên, anh rể, người thật tuyệt. Hạ tiên sinh, còn có Tiểu Thuần, mọi người khó có lúc đến đây. Ta muốn mời hai người một bữa cơm. Vân Tiểu Minh không hiểu Thạch Thuần và Hạ Thiên đang làm gì, nhưng nhiều ít gì hắn ta cũng nghe được một số chuyện về Hạ Thiên, cho nên hắn ta cũng không dám lắm miệng hỏi thăm. Được, Thạch Thuần đồng ý ngay, tiếp theo của trách Vân Tiểu Minh một câu, ngươi nên gọi hắn là anh rể. Gọi Hạ tiên sinh làm gì, nghe xa lạ lắm. Gọi anh rể đi, không thiệt đâu. Được sao, Vân Tiểu Minh trông mong nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên nhếch miệng, người muốn gọi gì thì gọi, nhìn ta làm gì. Cứ định như vậy đi. Thạch Thuần vỗ vai Vân Tiểu Minh, đừng nhìn gương mặt tưởng chừng như đáng sợ của hắn, hắn đối với người của mình rất tốt. Về sau ngươi sẽ biết. Gần đây có một nhà hàng Tây không tệ, ta là khách quen ở đó. Hoa Tư Dung nghe Thạch Thuần đồng ý, lập tức chủ động, mọi người đi ngay bây giờ nhé. Vân Tiểu Minh nói, vậy ta đi gọi xe. Không cần, ta có xe. Hoa Tư Dung đáp. Ánh mắt Vân Tiểu Minh có chút ảm đạm, mỉm cười xấu hổ có xe à, vậy thì tốt quá rồi. Đó cũng là xe của ngươi mà, ai bảo bây giờ ngươi là bạn trai của ta chứ. Hoa Tư Dung chủ động khoác tay Vân Tiểu Minh, chúng ta cùng đi lấy xe đến đây đi. Được, được, được. Vân Tiểu Minh lập tức cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này. Thạch Thuần nhìn theo bóng lưng của hai người, cảm thán, anh rể, ngươi nhìn đi, ta lại tác hợp cho một đôi thần tiên quyến lữ đấy. Lại, Hạ Thiên kỳ quái hỏi, ngươi đã từng tác hợp cho đôi nào nữa? Đương nhiên là ngươi và Vân Thanh tỷ tỷ rồi. Thạch Thuần cười nói. Hạ Thiên tức giận trừng mắt, ta và Vân Thanh tỷ là tình đầu ý hợp, trời sinh một đôi. Chẳng có nửa xu liên quan đến tiểu nha đầu ngươi. Được, đôi này không tính. Trong mắt Thạch Thuần đảo một vòng, tương lai ta nhất định sẽ tác hợp mình với ngươi thành một đôi. Chẳng lẽ đây không tính là thần tiên quyến lữ sao? Hạ Thiên nhìn chằm chằm Thạch Thuần, Thuần nha đầu, da mặt ngươi dày thật. Thạch Thuần không chút khách sáo đáp lại, nhờ học ở ngươi hết thôi. Một nam một nữ, một lớn một nhỏ, hai người giống như bệnh tâm thần. Đứng ven đường mắt lớn chừng mắt nhỏ, không ai nhường ai. Này, hai vị, hai người làm gì thế? Đang diễn kịch à? Không bao lâu sau, một sinh viên chạy xe đạp đi ngang qua, hơi tò mò hỏi thăm. Hạ Thiên và Thạch Thuần chăm miệng một lời đồng thanh nói, liên quan gì đến ngươi? Cậu sinh viên giật mình, cảm thấy mình không nên trêu vào, vội đạp xe thật nhanh, miệng la hét, bệnh tâm thần. Anh rể, ngươi có nghe không? Hắn ta mắng người bệnh tâm thần đấy. Thạch Thuần cười ha hả. Hạ Thiên nhếch miệng, rõ ràng là mắng ngươi mà. Làm gì có chuyện đó. Thạch Thuần nhăn mũi, tự tin nói, xinh đẹp, đáng yêu giống như ta, ai nỡ mắng ta chứ. Anh rể, có đôi khi ta soi gương, ta cảm thấy hạnh phúc thay ngươi. Sau này ngươi có được một người vợ hoàn mỹ vô khuyết như thế, thật sự là vận may ba đời. Hạ Thiên thuận miệng nói, Thuần nha đầu. Đầu óc của ngươi nên được chữa trị, để ta giúp ngươi châm hai châm. Chỉ cái đầu ngươi đấy. Thạch Thuần trừng mắt nhìn Hạ Thiên, lắc đầu cảm thán, anh rể, đầu óc ngươi mọc rễ rồi. Nếu không phải y thuật của ngươi tốt, võ công cao, ngươi tuyệt đối không kiếm được vợ, một người cũng không. Ta có thể lấy được nhiều bà vợ tốt đến như thế, không phải vì y thuật ta tốt, võ công ta cao, mà là vì ta đẹp trai. Hạ Thiên nghiêm mặt nói. Hơn nữa còn là đệ nhất soái ca trong thiên hạ, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Da mặt cũng dày nhất thiên hạ,
Thạch Thuần lại lắc đầu cảm thán. Hạ Thiên chọc chọc vào mặt Thạch Thuần, cái này tặng cho ngươi, ta miễn cưỡng xếp thứ hai thôi. Trong lúc hai người đang cãi nhau, Vân Tiểu Minh và Hoa Tư Dung lái xe đến, cũng không biết Hoa Tư Dung đã rót bùa mê gì cho Vân Tiểu Minh, hiện tại nhìn Vân Tiểu Minh hưng phấn không thôi, cả người tự tin hơn nhiều. Tiểu Thuần, anh rể, lên xe đi. Vân Tiểu Minh vẫy tay với Thạch Thuần. Thạch Thuần bỏ qua Hạ Thiên, nhún nhảy một cái, mở cửa xe phía sau, anh rể, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau lên xe đi. Hạ Thiên cũng không lên xe, đưa tay vỗ một cái, ném Vân Tiểu Minh và Hoa Tư Dung từ trong xe ra ngoài, sau đó ôm Thạch Thuần nhảy mấy trăm mét. Anh rể, ngươi làm gì thế, Vân Tiểu Minh đang định nói cái gì đó, chỉ nghe bùm một tiếng, chiếc xe nổ tung. Bùm, chiếc xe đột nhiên phát nổ, nắp trước bị văng ra ngoài, đập vào bãi cỏ nơi xa. Chuyện gì vậy? Vân Tiểu Minh bị dọa cho nhảy dựng lên, nhanh chóng kéo Hoa Tư Dung ra đằng sau, xe bị nóng quá mà nổ sao? Hoa Tư Dung biến sắc, sợ hãi không thôi nói, là nhằm vào ta, những người đó vẫn không tính buông tha cho ta. Không, không sao đâu. Vân Tiểu Minh không biết là chuyện gì, chỉ đành ôm chặt Hoa Tư Dung an ủi nói, chắc là xe lâu năm không sửa thôi, đừng sợ, không phải chuyện gì to tát hết. Hoa Tư Dung khóc nấc lên, thật sự quá sợ hãi, loại sợ hãi không thể nói này đã dày vò nàng gần đây. Được rồi, đừng khóc nữa. Thạch Thuần có chút không nhìn nổi, ta đã nhờ anh rể giúp xử lý chuyện này rồi, sau này ngươi thành thật đi theo Tiểu Minh ca là được. Tiểu Thuần, ngươi đang nói gì thế, giữa ngươi và Hoa giáo sư có gì giấu ta à? Vân Tiểu Minh vẻ mặt hoang mang, dường như đoán được có việc gì đó, nhưng không biết rốt cuộc là việc gì. Không có gì cả, người nghĩ nhiều rồi. Thạch Thuần bĩu môi, kế đó thở dài nói với Hạ Thiên, anh rể, xem ra ngươi thật sự không dọa được ai rồi, đám đần đó còn dám ra tay trước mặt ngươi. Hạ Thiên không nói gì, chỉ thản nhiên nhìn Thạch Thuần. Anh rể, ngươi nhìn ta làm gì? Thạch Thuần xoa nắm đấm, tỏ vẻ tức giận, ngươi phải cho mấy tên đần đó một cú chứ, để cho bọn chúng mở mang tầm mắt, biết được Giang Hải là địa bàn của ai. Hạ Thiên bĩu môi, ngươi xem nhiều phim rồi đấy. Anh rể, không phải ngươi sợ chứ? Hạ Thiên có chút thất vọng nhìn Hạ Thiên, anh rể trong ấn tượng của ta chính là dám chọc trời chọc đất chọc cả vệ tinh, sao lại nhát thế này? Nhát cái đầu ngươi đấy. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, xe đó không có ai động vào cả, chỉ là trục trặc bình thường trùng hợp gặp việc phát nổ thôi. Thạch Thuần mắt xoay vòng vòng, có chút không dám tin, nàng nói với Hạ Thiên, không phải chứ? Trước đây lúc ngươi và nữ nhân khác ra ngoài đều sẽ xảy ra sự cố, không phải đủ loại tổ chức thì chính là âm mưu ngu ngốc, dựa vào đâu mà đến lượt ta lại là bất ngờ bình thường chứ. Không đợi Hạ Thiên nói gì, Thạch Thuần đã có chút đau đớn ôm đầu, tự lẩm bẩm nói, trời ạ, ta đen đủi quá đi. Lẽ nào ta không xứng làm nữ chính sao? Anh rể, lúc này ngươi phải biến thành tổng tài bá đạo một phát kéo ta qua, sau đó đi tìm những kẻ đứng đằng sau. Trong ánh mắt sùng bái của ta lần lượt nghiền nát đầu chó của đám phản diện đó, rồi ta thuận thế ngã vào lòng ngươi, ngươi lại trao ta nụ hôn sâu, đây là một khung cảnh tốt như thế sao đến lượt ta thì không có chứ. Thạch nha đầu, ngươi thật sự coi quá nhiều phim truyền hình rồi. Hạ Thiên không khỏi mỉa mai, sau này bớt xem mấy cái đồ không có dinh dưỡng đi, nghe lời chỉ ngươi đọc nhiều sách. Trời ạ, ta không thích nhất là bị ngươi nói như vậy. Thạch Thuần tỏ vẻ không vui bịt tai. Một người chưa từng đọc sách như ngươi dựa vào đâu mà nói ta, tốt xấu gì ta cũng là học bá, đọc còn nhiều sách hơn ngươi đấy. Còn đi ăn cơm không? Vân Tiểu Minh ở bên cạnh ngơ ngác nhìn Hạ Thiên và Thạch Thuần chí chóe, một lúc lâu mới dám lên tiếng hỏi. Tâm trạng của Thạch Thuần lập tức không vui, nghiến răng nghiến lợi nói ăn, ăn, ăn nhất định phải ăn, chắc chắn phải ăn, hơn nữa còn phải ăn thật hăng. Được, vậy đi thôi. Vân Tiểu Minh gọi điện thoại cho người đến kéo xe đi sửa, sau đó gọi hai taxi đi đến quán Tây. Quán Tây. Thạch Thuần vẻ mặt bất mãn không ngừng chọc ngoáy bít tết trong đĩa, hoàn toàn không có mùi vị gì. Bên cạnh, Vân Tiểu Minh và Hoa Tư Dung đã bắt đầu anh em một miếng, đúng là đạt đến trình độ vô cùng thân mật, không giống như cặp đôi mới xác định quan hệ. Có lúc Thạch Thuần còn cảm thấy hối hận cho anh họ nàng có một người bạn gái như thế. Quả thực là biến tướng nhét cẩu lương cho chính mình, thao tác đúng là say lòng người. Anh rể, bít tết ngon vậy hả?
Thạch Thuần nghiêng đầu, nhìn Hạ Thiên đang ăn như kẻ đói khát, lượng thức ăn quả nhiên vẫn giữ như trước, miếng này của ta cho ngươi đấy. Trước giờ Hạ Thiên đều không lãng phí lương thực, lúc ăn cơm cũng sẽ không cố ý khắc chế lượng thức ăn, thấy Thạch Thuần đưa bít tết qua liền cắn một tiếng, nhai hai cái liền nuốt xuống. Chán quá đi, Thạch Thuần buông nĩa xuống, nhìn ngó xung quanh quán tây này, phát hiện không có bao nhiêu khách cả, không khỏi có chút nóng nảy, người nói sao lại không có lấy một phú nhị đại bỗng dưng chạy ra đây bày trò nhỉ. Vân Tiểu Minh và Hoa Tư Dung nghe vậy lập tức dừng động tác đút cho nhau ăn, kỳ quái nhìn Hạ Thiên. Bình thường trong tiểu thuyết nói không phải phát triển như vậy sao? Thạch Thuần dùng hai tay chống mặt, đứng đắn nói, trước đó ta thấy lúc anh rể và các cô vợ đi ăn, đều sẽ có phú nhị đại gì đó, rồi ông chủ lớn đủ kiểu đến gây chuyện mà. Rõ ràng ta cũng rất xinh đẹp, hơn nữa tuổi trẻ vô hạn, tại sao không có kẻ phản diện nào đến để ta vả mặt cho đã nhỉ? Vân Tiểu Minh có chút buồn cười nói, Tiểu Thuần à, người đừng suốt ngày nghĩ mấy việc thái quá như thế, bây giờ là xã hội pháp chế, coi như thật sự có loại chuyện đấy thì cũng rất hiếm gặp. Tiểu Minh ca, người nói sai rồi, Thạch Thuần chỉ Hạ Thiên, chỉ cần chỗ có anh rể thì sẽ xác suất xảy ra chuyện sẽ cao đấy, thậm chí còn không trượt phát nào. Ha ha, được rồi, người vui là được. Vân Tiểu Minh cười cười, lắc đầu không cho rằng là thế, nhận định Thạch Thuần chỉ đang nói đùa. Bộp, một tiếng động vang lên, hóa ra lại là khách ở bàn bên đập vào bàn, sau đó hắn hùng hổ đứng dậy đi đến trước bàn của đám Thạch Thuần, giận dữ gầm lên, ta đã nhịn rất lâu rồi, thật sự không nhịn nổi nữa, cho nên ta muốn. Cuối cùng cũng đến rồi, gương mặt xinh xắn của Thạch Thuần đỏ lên hưng phấn. Liếc mắt nhìn người mới đi qua, lớn lên cao lớn thô kệch, gương mặt dữ tợn, tuy mặc đồ tây nhưng vừa nhìn là biết ở đáy xã hội, đây chắc chắn là phản diện ông trời ban cho nàng để vả mặt, nàng nhất định phải nắm chắc cơ hội này. Câm miệng, người khỏi muốn đi, Thạch Thuần đập bàn, chính trực nói, chúng ta sẽ không khuất phục đâu, người có chiêu gì thì cứ ra hết đi. Nam tử mặc đồ tây ngơ ngác nhìn Thạch Thuần, lúc lâu sau mới nói, ta chỉ muốn hỏi một chút. Vị này có phải là thầy Vân Tiểu Minh trong đoạn video nói về phổ pháp hay không, ta muốn tìm hắn xin chữ ký. Hả, ký tên, Thạch Thuần ngơ ngác nghiêng đầu. Xin chào, ta là Vân Tiểu Minh của khoa giáo pháp luật tại Đại học Giang Hải. Vân Tiểu Minh mỉm cười với nam tử hung tợn kia, ngại quá, đây là em gái của ta, vừa nãy nàng không dọa ngươi chứ. Nam tử gương mặt dữ tợn lập tức hóa thành sùng bái. Còn lôi ra một cuốn nốt từ trong ngực, a, ngươi quả nhiên là Vân lão sư, ta là fan của ngươi đấy, thường xem video dạy học của ngươi, mặc dù ta không học pháp luật, nhưng bài giảng của ngươi thật sự rất thú vị. Mời ngươi ký tên. Vân Tiểu Minh dứt khoát ký tên cho nam tử kia, sau đó cười nói chuyện mấy câu. Thế là nam tử mặc tây trang vui vẻ quay về chỗ ngồi của hắn. Tiểu Minh ca, chuyện gì thế, từ khi nào ngươi có fan rồi? Thạch Thuần vẻ mặt ngơ ngác hỏi. Vân Tiểu Minh có chút ngại ngùng cười nói, thật ra do trường học sắp xếp để chúng ta ghi hình video bài giảng, đăng lên một số nền tảng video, có thể vì ta giảng cũng được nên nửa tháng đã tăng 500.000 fan, đương nhiên so với La lão sư ở hình pháp ta vẫn kém rất xa. Được, Thạch Thuần thở dài, phản diện trong tưởng tượng của bản thân quả nhiên lại bị hững mất, ai mà ngờ được một nam tử trung niên cao lớn. Vẻ mặt hung tợn vậy mà sẽ xem video bài học công khai của thương pháp, nhân vật phản diện độc quyền của ta bao giờ mới xuất hiện thế, không dễ gì có thời gian ở cùng anh rể, lẽ nào chẳng xảy ra việc gì ư, lãng phí vô ích rồi sao? Nếu như người muốn xảy ra chuyện thì không cần chờ phản diện gì đó, ta có việc thú vị hơn này. Lúc này cuối cùng Hạ Thiên cũng ăn xong, hắn lười biếng ợ hơi một cái, rồi ngả ra sau. Ấy, anh rể, người háo sắc quá đi. Thạch Thuần ghét bỏ liếc Hạ Thiên, tục ngữ có câu ấm no nghĩ ngân dục, ta không muốn cứ thế bị ngươi ăn tươi nuốt sống đâu. Ngươi không đánh phản diện cho ta, cũng không vì ta tiêu diệt một gia tộc, càng không cùng ta xem sao trời, từ thơ ca nói về triết lý của cuộc sống. Thuần nha đầu à, ngươi mơ nhiều quá rồi đấy. Hạ Thiên bĩu môi, nếu như ngươi muốn chơi thì có thể đến núi Trung Nam với ta, ở đó có đại hội ẩn tiên gì đó, ngươi muốn phản diện gì nắm cái là được một đống. Không đi, Thạch Thuần nhăn mũi, ta còn có việc khác phải làm, thật sự cho rằng ta rảnh hả? Ta chỉ có thể ở cùng ngươi hôm nay thôi, tối phải về nhà. Ăn xong bữa cơm,
Vân Tiểu Minh và Hoa Tư Dung quay về Giang Hải, Thạch Thuần dẫn Hạ Thiên đi dạo trên phố. Hôm nay ta phải tìm ra kẻ phản diện mới được, bằng không lòng ta sẽ không yên. Thạch Thuần vẫn canh cánh trong lòng khi bản thân không có nhân vật phản diện nào để tăng thêm cảnh quay. Anh rể, người cũng tích cực chút đi, đây là hồi ức của cả hai chúng ta tạo ra, sau này chúng ta già còn có đề tài nói chuyện. Đầu tiên, chúng ta sẽ không già. Hạ Thiên lười biếng trả lời, thứ hai chúng ta sẽ không có đề tài chung gì cả, nếu không phải ngươi trở nên xinh đẹp, lại còn là em gái của Thanh Vân tỷ, thì ta đã sớm cho ngươi một trận rồi. Đáng tiếc ghê, ta lại xinh đẹp như thế, trời sinh cả đấy, ngươi đâu thể làm thế. Thạch Thuần vẻ mặt khoa trương xoay một vòng, bầu kiểu xinh lung linh, nói thật thì anh rể à, ngươi không muốn có một hồi ức đặc biệt với ta sao? Hạ Thiên còn chưa trả lời. Bên cạnh bỗng nhiên vang lên giọng nói hèn mọn, tiểu mỹ nữ, hắn không muốn có hồi ức đẹp với ngươi nhưng anh trai muốn nha, chi bằng ngươi theo ta đi. Thạch Thuần quay đầu lại, người tới vẻ mặt lưu manh, vừa hóa trang vừa nhuộm tóc vàng, đeo khuyên tai, trời nóng còn mặc quần da, sau lưng còn có thanh niên đầu tóc bông lông, đúng là bản sao của nhân vật phản diện thông thường. Ôi rồi ôi, ông trời cuối cùng cũng nghe thấy tiếng lòng của ta rồi. Thạch Thuần nhất thời hưng phấn không thôi. Nói với tóc vàng kia, làm nhanh chút đi, nói hết lời thoại của ngươi ra, phải mạnh vào chút, càng hung tợn càng tốt, càng kích thích càng tốt, đừng giấu giếm gì, lời nói bình thường không dám nói cứ nói ra. Tóc vàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, lẽ nào mình cầm nhầm kịch bản rồi. Ngây ngốc làm gì, kích thích của ngươi đâu, điên cuồng của ngươi đâu, của Thạch Thuần thấy tóc vàng đứng được ra không khỏi tức giận nói, không phải, ngươi đúng là không có khí chất. Chẳng giống bọn côn đồ gì cả. Chúng ta vốn không phải thế. Tóc vàng và đồng bọn hai mắt nhìn nhau, dùng ánh mắt để giao lưu, đừng nói chúng ta gặp phải đồ thần kinh nhé. Thôi, thôi, với các ngươi thì không thể yêu cầu quá cao. Thạch Thuần thở dài, cảm thấy bản thân có chút khắt khe, thế là nới lỏng yêu cầu, ngươi cứ làm theo cảm giác của ngươi đi, lại nào, nhanh lên. Cái gì vậy, hai vị làm phiền rồi. Ta nghĩ ta nhận sai người, tạm biệt. Nam tử tóc vàng sau khi xem xét thời thế, dùng chỉ số thông minh còn sót lại quyết định lựa chọn tốt nhất, dẫn theo mấy tiểu đệ muốn rút lui. Dầm, Thạch Thuần đấm một phát vào cái tường làm nó thủng luôn một lỗ, nụ cười trên mặt cực kỳ mê người, ngươi thử đi xem. Không phải, chị à, ta sai rồi còn không được sao? Tóc vàng bị dọa sợ quỳ sụp xuống, ta vừa nhận lúc nãy ta lắm mồm. Có uống chút rượu nên nói linh tinh, thật ra ta là người tốt. Người gọi ai là chị? Thạch Thuần vẻ mặt không vui. Ấy, mỹ nữ, nữ hiệp, bà cô của tôi, người tha cho tôi đi. Tóc vàng sắp khóc luôn rồi, dập đầu với Thạch Thuần, ta thật sự chỉ lắm mồm thôi, tuyệt đối không làm việc gì thương thiên hại lý. Thạch Thuần tỏ vẻ hoài nghi, chỉ vào lớp hóa trang của hắn, nhuộm tóc vàng, đeo khuyên tai, xăm trổ long hổ. Còn tỏ vẻ lưu manh, người nói người không phải côn đồ, không làm việc xấu, người thấy ta có tin không? Người là có định kiến trần trụi luôn. Nam tử tóc vàng khóc kêu to, đây là sở thích cá nhân thôi, ta cũng đâu phải côn đồ, chỉ là đi uống rượu với mấy người anh em, không ngờ dây phải bà cô nhà ngươi, ta sai rồi, ta sai thật rồi. Mấy thanh niên khác cũng khóc theo, nhao nhao bày tỏ bản thân không phải người xấu. Thạch Thuần nhìn mấy người này quỳ trên đất khóc, thật sự có chút phiền, chả thú vị gì, các ngươi nhát quá đấy. Không phải chúng ta nhát, mà là ngươi quá đáng sợ. Nam tử tóc vàng liếc nhìn hố bị Thạch Thuần đấm vỡ, thân thể run rẩy không ngừng. Thạch Thuần cạn lời đến cực điểm, phất tay nói thôi, các ngươi cút đi, sau này đừng tùy tiện nói vớ vẩn với con gái. Vâng, 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 mấy thanh niên kia cảm ơn rối rít với Thạch Thuần. Lùi chưa được mấy bước đã điên cuồng bỏ chạy. Hạ Thiên ngồi xổm ở bên cạnh xem trò vui, cười hì hì nói với Thạch Thuần, Thuần nha đầu, ngươi mắc cười quá đi. Anh rể, vậy mà ngươi còn cười ta được. Thạch Thuần cực kỳ không vui, ngồi xổm bên cạnh Hạ Thiên chìa tay ra véo mặt hắn, ta chính là vợ nhỏ tương lai của ngươi, lẽ nào ngươi không cưng chiều ta à, không muốn ta à? Ta muốn có hồi ức không giống nhau với ngươi, ngươi không những không giúp ta. Mà còn cười ta, thật sự là đồ vô lương tâm, hu hu hu, nói qua nói lại, cuối cùng tự ôm mặt khóc. Được rồi, đừng diễn nữa. Hạ Thiên có chút hạn hán lời,
loại tiểu xảo này ngươi thấy có tác dụng với ta không? Thạch Thuần buông tay, gương mặt sạch sẽ như hoa, đâu có giọt nước mắt nào, nàng cười hì hì nói, thử tí thôi, nhớ đâu có tác dụng thì sao, vậy thì ta lời rồi. Ngươi nghĩ nhiều quá, Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái. Hai, có chút nhàm chán. Thạch Thuần chống hai tay, ngồi xổm bên cạnh Hạ Thiên nhìn ngựa xe đi lại, lẩm bẩm nói, ngươi nói sao không có ai giống nhân vật phản diện vậy, đột nhiên xuất hiện trước mặt chúng ta, nói lời khiêu khích chúng ra, rồi đưa chúng ta đến xảo huyệt của hắn, sau đó. Xin chào hai vị, ta là, đúng lúc này, bên đường có người lên tiếng ngắt lời Thạch Thuần. Thạch Thuần có chút không vui, không nghe thấy ta đang nói à, ngắt lời người khác là không có lễ phép đấy. Lễ phép, người trẻ tuổi đó cười một tiếng, bỗng dưng thu hai tay lại, chỉ để lại hai ống tay áo phất phơ bên ngoài, sau đó từ trong ống tay vào lộ ra họng súng đen ngòm, giọng nói cũng lạnh giống thế này đã đủ lễ phép chưa? Thạch Thuần ngơ ngác hai giây, kế đó bừng tỉnh nói với Hạ Thiên, anh rể, đây là thật hay giả vậy? Người nói súng, hay là người? Hạ Thiên thuận miệng hỏi lại. Đương nhiên là người rồi. Thạch Thuần trợn trắng mắt, tức giận nói, súng giả hay thật có là gì, ta hỏi tất nhiên là tên phản diện xuất hiện đó, hay là anh rể vì muốn dỗ ra mà cố ý làm vậy. Hạ Thiên bĩu môi, ta không nhàm chán như thế đâu. Quá tốt, Thạch Thuần lập tức hồi máu sống lại, có điều nàng đã lĩnh giáo qua hai lần trước, nhanh chóng áp chế sự hưng phấn của mình, có chút nghi ngờ hỏi, ngươi là ai đấy? Đến tìm ta và anh rể làm gì? Người đến vẻ mặt lạnh lùng, râu cá chê run rẩy, rõ ràng có chút không vui khi Thạch Thuần ngắt lời, hắn hung ác nói, ta là ai các ngươi khỏi cần hỏi, biết cũng không có gì tốt. Wow, khí thế nhỉ, cố ý tỏ vẻ thần bí, ngữ khí còn ác độc như vậy. Thạch Thuần vui vẻ vỗ tay, thấp giọng lẩm bẩm, lần này chắc là thật rồi. Được rồi, ta không có thời gian nói nhảm với các ngươi. Nam nhân râu cá chê cất súng lại, bàn tay cũng chìa ra khỏi tay áo, sau đó mở cửa giường như cung kính lại như khinh thường nói với Hạ Thiên và Thạch Thuần, ông chủ chúng ta muốn gặp các ngươi, mời lên xe. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nói với người kia, ông chủ các ngươi muốn gặp chúng ta thì bảo hắn tự lăn đến đây. Ngươi nói cái gì? Nam nhân râu cá chê biến sắc, trông như hắn sắp nổ súng. Thạch Thuần lập tức kéo Hạ Thiên lại, nhẹ giọng cười nói, anh rể. Ngươi đừng làm loạn nữa, khó khăn lắm ta mới có kịch bản, ngươi đừng dọa người ta sợ chứ. Ngươi vui là được, Hạ Thiên lộ vẻ tùy nha đầu ngươi giày vò ra sao. Vậy được, chúng ta đi gặp ông chủ với ngươi, ngươi có thể cất súng đi được không, ta hơi sợ. Thạch Thuần cố nén sự hưng phấn trên mặt, lộ ra biểu cảm sợ hãi, kéo Hạ Thiên chui vào trong xe. Nam nhân râu cá chê đơ một lúc, hắn có chút không hiểu, nữ tử này trông có sợ hãi gì đâu. Trái lại giống như có cảm giác chờ không nổi. Có điều loại chuyện này cũng không cần phải hiểu, cho dù bọn họ đang dở trò gì đó, thì chờ đến chỗ ông chủ cũng sẽ không làm được gì, suy cho cùng ông chủ cũng không phải người bình thường. Đi, nam nhân kia cũng theo lên xe, gầm lên với tài xế một tiếng. Ấy, cho hỏi đại ca xưng hô sao nhỉ? Thạch Thuần không khỏi tò mò, hỏi nam nhân đó, ông chủ của ngươi là ai vậy, có thể nói không? Với lại đang đi đâu vậy? Các ngươi là tập đoàn hay là hội xã? Hay là tổ chức thần bí gì đó? Thành thật chút đi, đừng hỏi vớ vẩn nữa. Nam nhân râu cá chê không vui chừng mắt nhìn Thạch Thuần, ông chủ chúng ta là ai thì đợi các ngươi thấy là sẽ rõ. Phải không? Thạch Thuần suy nghĩ, cũng chính là nói ông chủ các ngươi chắc chắn rất nổi tiếng, nhỡ đâu đột nhiên xuất hiện một hộ dầu chăn heo gì đó, vậy ta không thể quen biết được. Nam nhân râu cá chê bất mãn nói, người mới là hội chăn heo đấy. Không phải hội chăn heo, thế sao có thể nuôi được những chú lợn như các ngươi ấy, ngại quá, không có ý xúc phạm đâu. Thạch Thuần là chúa tể của những câu chửi, có chút không chịu nổi mà lúc nói mới phát hiện không đúng cho lắm, thế là liền tự bịt miệng lại. Hạ Thiên cười hì hì bồi thêm một câu, Thuần nha đầu, ngươi nói sai rồi, bọn họ không phải heo, bởi vì bọn họ còn ngu hơn heo. Các ngươi, đừng có mà tìm chết. Nam nhân kia tức giận đến mức hai cái râu run rẩy không ngừng, thậm chí có suy nghĩ muốn đánh cho hai người này xin tha mới thôi. Đừng kích động, đừng kích động. Thạch Thuần an ủi nam nhân kia, bây giờ chưa phải lúc để tức giận, chờ đến khi gặp ông chủ ngươi hắn nói. Nam nhân râu cá chê chỉ đành áp chế lửa giận,
không nhịn được cảnh cáo hai người, đợi đến khi gặp ông chủ chúng ta, chú ý thái độ của các ngươi đấy, ông chủ chúng ta không thích người bất lịch sự. Chuyện đó, ta hỏi một câu nhé, ông chủ các ngươi lợi hại lắm hả? Một lúc sau Thạch Thuần lại hỏi tiếp. Ngươi có thôi đi không? Nam nhân kia phiền quá thể, nói với Thạch Thuần, không phải vấn đề lợi hại hay không, ta nói cái gì ngươi cứ làm theo là được, đừng hỏi nữa. Thạch Thuần cười hì hì nói, ngại quá, ông chủ các ngươi đẹp trai không? Đủ rồi, nam nhân kia không thể không cảnh cáo tiếp, đến khi gặp ông chủ chúng ta hỏi gì các ngươi đáp nấy, dám trả treo một câu, ông đây cho các ngươi một phát. Vâng vâng, Thạch Thuần gật đầu như chim mổ thóc. Chỉ vào Hạ Thiên nói, nếu như đến lúc đó ta tranh một câu ngươi cứ bắn hắn, một phát chắc chắn không đủ, phải bắn nhiều thêm mấy phát, ngươi sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Hạ Thiên hạn hán lời liếc nhìn Thạch Thuần, có chút lười để ý đến nàng. Không bao lâu sau, xe cuối cùng cũng dừng lại, bên ngoài vang lên hai tiếng cạch. Được rồi, xuống xe đi. Sau khi nam nhân nghe vậy lập tức ngầm hiểu, hắn nói với Thạch Thuần và Hạ Thiên, nhớ kỹ lời ta nói. Bằng không các ngươi sẽ không biết các ngươi chết thế nào đâu. Thạch Thuần gật đầu, vậy chúng ta quả thật không biết chúng ta sẽ chết như nào. Bởi vì chúng ta sẽ không chết, Hạ Thiên tùy tiện đáp lại một câu. Nam tử kia nhìn hai người một lúc, chỉ có thể bình luận một tiếng, đầu óc có vấn đề. Đầu óc ngươi mới có vấn đề đấy. Hạ Thiên liếc nhìn nam nhân râu cá chê, lười biếng nói, hơn nữa còn là đồ không có thuốc chữa. Sớm tìm một đội ngũ chuyên nghiệp nâng quan tài đi. Nam nhân kia tức giận tí thì thăng thiên, quát lên với hai người, mẹ nó, hy vọng lúc nữa các ngươi còn có dũng khí mắng người như này, đi. Xuất hiện trước mắt Hạ Thiên là một tòa biệt thự phong cách dân quốc, cửa lớn từ từ mở ra, đầu tiên là một đài phun nước, đầu rồng chạm trổ đang phun nước, dưới hồ còn nuôi không ít cá chép vàng. Ấy, trang viên này lớn ghê, Thạch Thuần nhìn ngó xung quanh. Không khỏi cảm khái một câu, ít nhất cũng là ông chủ có tiền. Được khen ngợi thật là ngại, cái không thì không nói, riêng thứ đồ như tiền ta còn có một ít. Đúng lúc này, một thân ảnh bước ra từ trong biệt thự, vừa cười vừa nói với Hạ Thiên, chí ít là mua mạng của hai người vẫn đủ. Người nói chuyện tầm 20 tuổi, gương mặt chữ quốc, cao khoảng 1m8, thân mình tương đối cường tráng, phối với âu phục màu hồng phấn trông vừa thô kệch vừa ưu nhã. Hai mắt híp lại cũng mang theo cảm giác áp bức khiến người ta không thở được. Wow, đúng ghê, Thạch Thuần càng nhìn người này càng thấy hài lòng, không khỏi lẩm bẩm, đây mới là phản diện có khí chất, trông không giống đám hỗn tạp lúc nãy. Hạ Thiên lập tức xỉa sói, đối với ta mà nói thì vẫn là kẻ hỗn tạp. Ôi trời, anh rể, người có hơi làm khó người ta rồi đấy. Thạch Thuần đập vào lồng ngực Hạ Thiên, nói, mặc dù ngươi không có cơ ngực và tuyến nhân ngư, nhưng sức chiến đấu của ngươi đã sớm vượt qua phạm vi con người rồi, trên đời này ai ở trước mặt ngươi mà không phải đồ vớ vẩn. Các nữ nhân của ta không phải, Hạ Thiên cười hì hì trả lời. Thạch Thuần cực kỳ đơn thuần gật đầu, cơ mà trước kia ta có nghe tỷ tỷ nói hình như ngươi bị cô vợ chân dài ngược cho đến khóc. Đúng là nói linh tinh, Hạ Thiên hiếm khi tức giận bùng nổ, trừng mắt nói với Thạch Thuần, Vân Thanh tỷ cũng thật là, sao có thể nói loại chuyện này với ngươi chứ? Đó là muội muội chân dài, nàng tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Thạch Thuần tranh thủ cắm thêm một đao, ngươi cũng tự mình nói rồi đó, lần này ngươi bị bọn họ vứt ở địa cầu, chính là vì bị vợ chân dài hút cạn công lực. Đó chỉ là bị hút mất nửa phần công lực, không chứng minh ta sẽ thua nàng. Hạ Thiên nghiêm túc sửa lại, nếu thật sự đánh nhau thì không đến 10 phút, muội muội chân dài sẽ phải cầu xin ta. Ha ha, Thạch Thuần cười khan hai tiếng. Sau đó bĩu môi. Thuần nha đầu, ý của ngươi là gì? Hạ Thiên liếc mắt cảnh cáo Thạch Thuần, ngươi không tin lời ta nói, hay là không tin thực lực của ta? Không đợi Thạch Thuần trả lời, nam tử mặc tây trang hồng phấn lộ vẻ không vui, sát khí đằng đằng nói, xem ra hai vị còn chưa hiểu rõ tình cảnh của bản thân nhỉ, đã đến địa bàn của ta mà còn có tâm tư tán tỉnh nhau, thật sự không biết sống chết. Vấn đề sống chết gác qua một bên. Thạch Thuần bước đến bên cạnh nam nhân, cau mày nói, ngươi nói coi, một đại lão gia như ngươi sao lại mặc tây trang màu hồng phấn, không cảm thấy toát ra khí chất gay ơi là gay hả? Sự nhẫn lại của ta có hạn, tốt nhất ngươi đừng khiêu chiến nó, bằng không hậu quả ngươi tự chịu. Nam tử tây trang hừ lạnh một tiếng, xoay người đi về biệt thự,
dặn dò nói, các ngươi dẫn hai người họ đến phòng khách, lát nữa ta có lời muốn hỏi họ. Hai vị, mời, người nói chuyện vẫn là nam tử dâu cá chê kia, hắn làm một thủ thế mời với Hạ Thiên và Thạch Thuần. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, dưới sự xô đẩy của Thạch Thuần mới chậm rãi bước qua biệt thự trông vô cùng xa hoa này, không thể không nói phẩm vị của chủ nhà đúng là có hạn, khắp nơi đều là kim quang rực rỡ, thực sự rất khô khan. Hai người ở phòng khách, tốt nhất đừng làm loạn. Nam nhân kia trịnh trọng nói với Hạ Thiên và Thạch Thuần, bằng không đừng trách ta, á. Cút qua một bên, đồ ngu nhà ngươi phiền quá. Hạ Thiên không nhịn được nữa, một phát đá bay nam nhân kia ra ngoài, trực tiếp đụng đổ đài phun nước trong đình viện. Các vệ sĩ trong nhà thấy vậy không khỏi bị dọa sợ, làm bộ muốn đi về phía Hạ Thiên và Thạch Thuần, nhưng lúc này bọn họ mới phát giác ra bản thân không động đẩy nổi, miệng cũng không ra chút âm thanh nào. Thạch Thuần mỉm cười nói với Hạ Thiên, phải sớm đánh cho tên đần này một trận rồi, sao ngươi nhìn được đến bây giờ vậy? Ngươi nói xem, Hạ Thiên liếc nhìn Thạch Thuần. Được rồi, là do ta, ha ha. Thạch Thuần vỗ tay, giơ ngón lên, anh rể, sức nhẫn nại của ngươi có tiến bộ rồi đấy, ta biết mỗi giây chịu đựng ngươi đều yêu dáng vẻ của ta. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ muốn xem tên đần này tính làm cái gì thôi. Ôi trời, còn kiêu ngạo hả, chậc chậc. Thạch Thuần không khỏi che miệng cười, sau đó nhéo nhéo mặt Hạ Thiên, anh rể, sao ngươi đáng yêu thế nhỉ? Hạ Thiên đập cái tay tác oai tác quái của Thạch Thuần, ngươi còn động tay động chân có tin ta đánh ngươi không? Ta không tin, dù Thạch Thuần nói như vậy nhưng vẫn thành thật thu tay lại, không trêu đùa Hạ Thiên nữa. Đúng lúc này, nam tử mặc tây trang hồng phấn xuất hiện, lần này hắn đã đổi bộ màu xanh. Đang chậm rãi đi vào phòng khách. Ấy, thì ra là ngươi đi thay đồ. Thạch Thuần nhìn người này lập tức phấn khích, ngón tay chỉ, vừa cười vừa nói, có điều ngươi cho rằng ngươi đổi bộ màu xanh thì sẽ hết khí chất gay lọ đúng không, chỉ là phẩm vị vẫn thấp như thế. Ngươi im miệng cho ta. Người này tức đến mức hàm răng phát run, nắm chặt cổ áo, nghiến răng đi đến trước mặt Hạ Thiên và Thạch Thuần, đột nhiên hắn phát hiện có chút không đúng, Hổ lão bát đâu? Sao không ở đây? Thạch Thuần lắc đầu, sau đó chỉ ra bên ngoài, tắm rửa ở đài phun nước đó. Chuyện gì vậy? Đây là... Nam nhân ngước mắt nhìn ra bên ngoài, phát hiện đài phun nước được chạm khắc và nặn tượng trong viện tử của hắn đã sụp đổ, kinh ngạc đến mức ngồi dậy, sau đó không biết nghĩ cái gì lại ngồi xuống, bỏ đi, chỉ là chút chuyện nhỏ tạm thời không cần để ý. Vẫn nên nói mục đích hôm nay ta tìm hai vị. Thạch Thuần mở to mắt. Dáng vẻ cực kỳ ngoan ngoãn, vị tiên sinh này, trước khi ngươi nói những cái này có phải nên tự giới thiệu hay không, đây chính là lễ nghi cơ bản đấy. Được, người kia hừ lạnh một tiếng, tự châm cho mình điếu xì gà, kiêu ngạo nói, ta họ Tả, tên Tả Thanh Long, là ông chủ của tập đoàn Tả Thị, trước đó học tập ở nước ngoài, năm kia bố ta đột nhiên qua đời, ta mới quay về tiếp quản sự nghiệp gia tộc. Có điều ta không thấy hứng thú với kinh doanh gì đó. Bởi vì ta ở nước ngoài tiếp xúc được với sở thích thú vị hơn. Chỉ là kiểu sở thích đó cần rất nhiều tiền bạc duy trì. Nói nhảm nhiều quá đấy, vào vấn đề chính đi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ta cho ngươi thêm 10 giây nữa, quá thời gian mà chưa nói đến việc ta cảm thấy hứng thú, thì ngươi trực tiếp chết đi. Hạ Thiên, ngươi đúng điên cuồng, so với trong tin đồn còn điên hơn. Tả Thanh Long cười ha ha, chỉ là ngữ khí cực kỳ khinh thường. Thạch Thuần có chút kỳ quái, ta còn cho rằng ngươi không biết anh rể, ai ngờ lại biết à. Có điều nếu đã biết, thì ngươi phải biết sự lợi hại của anh rể chứ, sao còn làm chuyện ngu ngốc như vậy. Ha ha ha, Tả Thanh Long cười điên cuồng, đứng dậy nhìn chằm chằm Hạ Thiên, sau khi về nước ta gắng sức phát triển tập đoàn Tả Thị, đầu tiên là tính thôn phệ toàn bộ Giang Hải, dù là trên trời hay dưới đất, ta phải là kẻ đứng đầu. Kết quả lại đụng phải mấy cái đinh. Tô gia, Kiều gia, Liễu gia. Nhưng phàm là gia tộc nổi tiếng đều nhắc đến một người tên Hạ Thiên, nói rằng chỉ có giải quyết được người đó, ta mới có thể lăn lộn ở Giang Hải. Tả Thanh Long tiếp tục nói, ông đây rất tò mò, Hạ Thiên rốt cuộc là thần thánh phương nào, tại sao có thể khiến những gia tộc này sợ hãi đến thế? Không điều tra thì thôi, mà khi đã điều tra tí thì khiến ông đây cười ngất, những gia tộc này lại bị cái tên dọa cho té khói mười mấy năm. Hạ Thiên không phản ứng gì, nét mặt cũng không có biểu cảm. Hạ Thiên,
12 năm trước đúng là ngươi rất lợi hại, những sự tích của ngươi ta cũng đã nghe ngóng qua, trong lòng bái phục không thôi. Điếu xì gà trong tay Tả Thanh Long vẫn cháy lập lòe, ánh mắt của hắn càng ngày càng phát sáng, lập tức nói rằng, cơ mà Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, thời đại người mới thay người cũ. Qua 12 năm, ngươi cũng nổi đủ rồi, bây giờ là lúc nhường chỗ cho sóng sau chúng ta. Thạch Thuần nghe vậy đột nhiên giơ tay. Làm gì? Tả Thanh Long tỏ vẻ không vui liếc nhìn Thạch Thuần, người muốn nói cái gì thì nói, giơ tay làm chi, chỗ ông đây không phải lớp học. Thạch Thuần nghiêm chỉnh nói, muốn làm sóng sau thì cần đốt tiền nha. Ông đây có rất nhiều tiền. Tả Thanh Long mỉm cười, ngay lúc đầu ta đã nói rồi, mua đứt mạng của hai ngươi thì ta vẫn còn thừa tiền. Thạch Thuần thở dài một tiếng, mở miệng giải thích, người nghĩ nhiều quá rồi, dù sao anh rể ta cũng là boss sau màn của tập đoàn Thần Y. Ngươi vẫn còn kém hắn lắm. Tả Thanh Long cười khẩy, không cho là thế, việc này ta biết, nhưng ta tự có đường lấy tiền, coi như mua hẳn hai cái tập đoàn Thần Y thì cũng không cần nói. Vẫn không đủ, Thạch Thuần lắc đầu, thứ đáng giá nhất của anh rể ta không phải tập đoàn Thần Y, mà là y thuật của hắn, đó chính là bảo vật vô giá, ngươi hoàn toàn không mua nổi. Nếu như hắn muốn mạng của ngươi, vậy chỉ cần một giây là ngươi sẽ chết. Ha, y thuật. Vậy thì là thứ không đáng tiền nhất rồi. Tả Thanh Long rất khinh thường việc này, trong phòng thí nghiệm, y học dưới trướng của ông đây đã nuôi mười mấy nhà khoa học đỉnh cấp, muốn trường sinh bất lão thì khó, nhưng kéo dài sinh mệnh mười mấy năm chỉ là chuyện nhỏ. Muốn mạng của ta ư, các người nghĩ nhiều quá đấy. Thạch Thuần gật đầu, cười hì hì, à, chênh lệch ở đây đấy. Ngươi có ý gì? Tả Thanh Long híp mắt nhìn Thạch Thuần. Y thuật của anh rể ta để người ta trường sinh bất lão chỉ là chuyện nhỏ. Giới hạn cực kỳ cao của ngươi ngay cả mức thấp nhất của anh rể ta cũng không đến, còn có mặt mũi ở đây chém gió à? Thạch Thuần thở dài, nhìn Tả Thanh Long như nhìn đồ đần, cái thân của ngươi, cái trình độ này cũng xứng gọi là sóng sau à? Nếu như anh rể ta là sóng trước, vậy thì ngươi chỉ là hạt cát bên bờ biển thôi, hoặc thứ trộn lẫn với đống bài tiết của con chó. Mẹ nó! Người muốn chết hả? Tả Thanh Long tức đến mức sắp bùng nổ, điếu xì gà trong tay rụi một cái, nắm chặt quyền đấm về phía mặt Thạch Thuần. Chỉ thấy một thân ảnh bắn ngược ra ngoài, nặng nề đập lên mặt tường, giống như treo ở trên đó, không thể động đậy được. Bàn về đánh nhau ngay cả ta ngươi cũng không đánh được, đừng mơ vượt qua được anh rể ta. Thạch Thuần bất đắc dĩ buông tay, có chút đồng tình nói, vốn cho rằng ngươi là một phản diện có bản lĩnh. Kết quả cũng chỉ được cái miệng nhanh nhảu, thật sự khiến người ta thất vọng mà. Đúng lúc này, ở chỗ nào đó trong biệt thự đột nhiên lóe lên một đạo hàn quang đập vào mặt Thạch Thuần, tốc độ nhanh đến mức làm cho Thạch Thuần không kịp phản ứng. Rầm, hàn quang nổ tung, uy năng so với đạn nổ còn ghê gớm hơn, toàn bộ tầng 1 của tòa biệt thự gần như đều chịu thiệt hại, trở thành một đống hỗn độn. Có điều Thạch Thuần lại không hề bị gì. Mặc dù vừa nãy nàng không né kịp, nhưng Hạ Thiên tiện tay giúp nàng đập đạo hàn quang kia đi. Ha ha, bất ngờ ghê. Không biết từ lúc nào, Tả Thanh Long vốn bị Thạch Thuần sút vào trong từng đã đứng xuống, bên người còn xuất hiện hai nữ tử trẻ tuổi mặc áo bó sát màu bạc. Các ngươi thật sự cho rằng ta không có chuẩn bị gì mà dẫn các ngươi đến sao? Ấy, hai vị tỷ tỷ này dáng người rất đẹp đấy, chỉ là quần áo hơi xấu. Thạch Thuần nhìn hai nữ tử mặc áo bó sát, có chút tiếc nuối lắc đầu. Người thiết kế bộ này phẩm vị thực sự quá kém. Im miệng, Tả Thanh Long tức giận quát lên, quần áo này là do ta đích thân thiết kế. Ồ, vậy thì bộ quần áo này không đẹp cũng là dễ hiểu. Thạch Thuần cười hì hì nói. Có thời gian quan tâm quần áo người khác đẹp hay không, chỉ bằng ngươi nên lo lắng cho mạng sống của các ngươi đi. Tả Thanh Long cười gằn, trong tay cầm một khẩu súng mạ vàng kiểu cách quái dị, thật sự cho rằng ta không đề phòng các ngươi sao. Sau khi điều tra, ta đã sớm biết các ngươi không phải người thường, huống chi khẩu cháo lâu như vậy vẫn không trả lời ta, hơn phân nửa là chết tên tay các ngươi, sao ta có thể không chuẩn bị cho được. Đây chính là phòng bị của ngươi. Thạch Thuần chỉ hai nữ tử mặc áo da bó màu bạc, trông ngốc nghếch thế, hơn nữa cũng chả có tác dụng gì. Tả Thanh Long mỉm cười, vẻ mặt là sự ung dung và tự tin, thậm chí còn đặt mông ngồi xuống sofa bị cháy hơn nửa. Ngạo nghễ nói, muốn chọc giận ta ư? Ha ha, đúng là ngây thơ. Ta đã nói rồi mà,
lúc ở nước ngoài ta gặp được vài chuyện thần kỳ, đặc biệt là biết được sự tồn tại của dị năng, thế là ta dùng số tiền lớn tạo ra một phòng thí nghiệm khoa học, chính là để nghiên cứu ra dị năng cường đại, chuyên môn đối phó mấy người như các ngươi. Dị năng, Thạch Thuần còn tưởng người này đang nói gì đó, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi nên thôi đi. Ta vẫn là câu đó. Ánh mắt Tả Thanh Long lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, chỉ cần các ngươi giao tập đoàn thần y, còn có toàn bộ thế lực dưới đất của Giang Hải cho ta, vậy thì ta sẽ tha cho các ngươi, đương nhiên cũng bao gồm đám nữ nhân của ngươi, không động đến ai, thế nào? Không thế nào cả, Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nói với Thạch Thuần, Thuần nha đầu, ngươi còn muốn chơi không, nếu không muốn thì để ta giải quyết đồ đần này. Anh rể, ngươi gấp cái gì? Thạch Thuần vội nói, ta còn rất nhiều vấn đề chưa hỏi đấy, ví dụ như tại sao hắn lại để ý đến chị dâu họ ta, hắn có quan hệ gì với Bàng Thu Thủy và Đường Mộc, rồi còn. Hạ Thiên bĩu môi, không cần hỏi những vấn đề vô dụng này, cứ thẳng tay trừ khử đồ đần này đi. Này, Tả vẽ rồng kia, ngươi nên chủ động khai báo đi, bằng không trò hề của ngươi phải dừng ở đây rồi. Thạch Thuần có chút đồng tình nhìn Tả Thanh Long, không khỏi lên tiếng thúc giục. Tả Thanh Long tức đến mức xì khói, nói với Thạch Thuần, ta là Tả Thanh Long, chứ không phải Tả vẽ rồng. Khác gì đâu, Thạch Thuần khoát tay, tranh thủ thời gian đi, khai báo mười mươi những việc xấu ngươi làm, nhất định phải là việc có tác dụng với chúng ta, nói không chừng có thể giữ cái mạng bé nhỏ của ngươi. Các ngươi quả nhiên không biết tốt xấu gì, vậy ta sẽ đưa các ngươi đến Tây Thiên An nghỉ. Tả Thanh Long mất hết kiên nhẫn, nói với hai nữ tử mặc áo da bó sát bên cạnh, đi, giết bọn họ. Hai nữ tử lập tức hành động, dùng tốc độ vô cùng nhanh, hơn nữa bên ngoài cơ thể còn tản phát ra dòng điện tia lửa mờ nhạt. Đây chính là một đường tia lửa mang theo dòng điện trong truyền thuyết ư. Thạch Thuần có chút ngạc nhiên kêu lên, anh rể, ngươi có thủ đoạn ngầu lòi vậy không, xem có vẻ rất lợi hại nha. Lợi hại cái bíp, Hạ Thiên tỏ vẻ không vui, loè loẹt sặc sỡ, không có tác dụng gì. Thạch Thuần cười vỗ tay, nhưng đẹp nha, đánh vào hiệu quả thị giác, trông giống như cao thủ nhỉ. Bộp, bộp. Thạch Thuần còn chưa nói xong thì hai nữ tử đó bỗng dưng bắn ngược ra ngoài, nặng đề nện vào bức tường vừa nãy Tả Thanh Long đụng phải. Ồ, đẹp nhưng vô dụng. Thạch Thuần cảm nhận một chút, phát hiện tia lửa này không tạo thành uy hiếp gì cho nàng, thế nào cho mỗi người một phát. Tả Thanh Long cười khẩy, sau đó giơ tay lên. Chỉ nghe thấy tiếng ào ào vang lên, ngay sau đó hai nữ tử kia đã tự mình nhảy xuống, nhìn như không hề bị thương. Quần áo trên người họ chính là sản phẩm kỹ thuật cao cấp, có thể giảm bớt chấn thương, cho dù bị một cái xe dùng hết tốc độ đâm vào cũng sẽ không bị thương quá nặng, huống chi chỉ là chút quyền cước của các ngươi. Tả Thanh Long cười lạnh không thôi, nói với Thạch Thuần và Hạ Thiên, cho nên ta rất có thời gian chơi đùa với các ngươi, tới khi các ngươi bị chơi đùa đến tàn phế, lúc đó ta sẽ cẩn thận thu thập các ngươi, để các ngươi biết cái gì gọi là thiên hạ luôn có người tài giỏi hơn, cái gì là sóng sau đẻ sóng trước. Thời đại thay đổi rồi, các ngươi đã thành kẻ lạc hậu. Thạch Thuần đẩy Hạ Thiên, anh rể, hắn nói ngươi bị thời đại vứt bỏ rồi kìa. Thời đại mỹ nữ nào? Hạ Thiên vô thức hỏi lại, ta có biết nàng không? Lúc này rồi mà ngươi còn đùa được sao? Thạch Thuần không khách khí nói, thời đại không phải mỹ nữ, ý hắn là nói ngươi già đó, già đến mức ngỏng rồi, mấy em gái trẻ không xem trọng ngươi đâu. Hạ Thiên lười biếng nói, chuyện này không thể nào. Dù sao ta lớn lên đẹp trai như này, vẫn luôn có sức hấp dẫn với các mỹ nữ. Khục, Thạch Thuần há miệng buồn nôn. Thuần nha đầu, người ngứa ra à? Hạ Thiên liếc mắt cảnh cáo nàng, bất mãn nói. Thạch Thuần giơ tay chỉ Tả Thanh Long, anh rể, người phải đánh hắn chứ, là hắn nói như thế. Vậy ngươi chơi đủ chưa? Hạ Thiên cười hì hì hỏi. Thạch Thuần bĩu môi, chả thú vị tí nào, về đi thôi. Ta nghe nói Nhụy Nhụy tỷ đến Giang Hải rồi, ta nhớ đôi chân dài của tỷ. Đó là của ta, ngươi đừng có mà giành. Hạ Thiên tỏ vẻ không vui. Anh rể, đừng bùn xỉn thế chứ. Thạch Thuần cười hí hí, cái gì mà của ta của ngươi, cuối cùng không phải đều là của ngươi à. Tả Thanh Long thấy hai người không coi hắn ra gì, vậy mà còn tán tỉnh nhau ở đây, tức đến tí thì nổ phổi, nói với hai nữ tử kia, mở công suất lớn nhất. Giật điện hai người này thành rác luôn đi. Hai nữ tử đó lập tức ấn nút gì đó trên người,
chỉ thấy số lượng tia lửa kia tăng lên gấp mười mấy lần, trong không khí tràn ngập tiếng nổ lách tách. Trời đậu, thế này thì ta không dám đánh rồi, anh rể lên đi. Thạch Thuần trông vậy có chút sợ hãi, dù sao nàng cũng mới làm móng mới, nếu như dính tia lửa thì sẽ hỏng mất. Giết, Tả Thanh Long hừ lạnh một tiếng, sau đó ra lệnh. Hai nữ tử kia nhanh chóng chia làm hai xông về phía Hạ Thiên và Thạch Thuần, dòng điện và tia lửa không ngừng lóe lên, vẻ mặt đằng đằng sát khí, dị thường khủng bố. Nếu thích dùng điện thì cần gì mặc quần áo cách điện chứ? Hạ Thiên cười hì hì, nói với hai người kia, chỉ bằng ta giúp các ngươi một tay, để các ngươi hưởng thụ một chút. Vừa nói xong, thân ảnh của Hạ Thiên liền biến mất. Lúc xuất hiện lại đã xuyên qua hai nữ tử kia, đứng bên người Tả Thanh Long. Ngươi xuất hiện từ lúc nào? Tả Thanh Long bị dọa nhảy dựng lên, nhanh chóng kêu hai người kia, hai đứa ngu ngốc các ngươi, bắt hụt người còn không phát hiện, trở về đây cho ta. Chỉ thấy hai nữ tử kia không hề động đậy, gương mặt lộ biểu tình cổ quái, dường như vừa đau đớn vừa vui sướng, trong miệng còn phát ra âm thanh khiến người ta xấu hổ. Ấy, anh rể quả nhiên vẫn háo sắc như thế. Thạch Thuần nghe loại âm thanh này không khỏi có chút ghét bỏ. Chuyện gì đấy, lúc Tả Thanh Long đang muốn quát mắng, đột nhiên vang lên tiếng rắc giòn tan, hai nữ tử kia cả người toát ra khói xanh, ầm ầm ngã xuống. Đúng lúc này, Tả Thanh Long mới phát hiện dòng điện và tia lửa lóe ra trong người họ đã phát nổ, chẳng trách vừa nãy xuất hiện âm thanh cổ quái đó, thì ra là bị điện giật. Đều là phế vật, còn bắt ông đây đích thân động thủ. Tả Thanh Long tức giận khó áp chế nổi, giơ khẩu súng vàng trong tay ngắm chuẩn vào Hạ Thiên. Khẩu súng này là kết tinh công nghệ cao cấp nhất ở phòng thí nghiệm của ta, chỉ cần một phát thì dù là thần tiên cũng phải chết chắc. Vậy nổ súng đi, nói nhảm quá đấy. Hạ Thiên lười biếng ngáp lên ngáp xuống, ngay cả biểu cảm khinh thường cũng lười làm. Tả Thanh Long vốn muốn dọa Hạ Thiên, nhân cơ hội đàm phán điều kiện, kết quả người ta chẳng thèm để ý hắn, sắp bùng nổ thật rồi, con mẹ nó, người đi chết đi. Bằng! Một tiếng nổ vang lên. Toàn bộ gian phòng này đều bị hồng quang chiếu rọi. Khí tức vừa nóng cháy và lạnh lẽo trong nháy mắt liền bắn ra, khiến người ta cảm thấy da thịt của bản thân giống như bị mài mòn vậy. Thạch Thuần kinh ngạc vội nhắm mắt lại, có chút không dám nhìn thẳng vào đạo hồng quang đó. Vài giây sau, bốn phía yên tĩnh. Xung quanh im lặng đến mức giống như không có ai cả. Thuần nha đầu, đã không sao rồi. Giọng nói của Hạ Thiên vang lên bên tai Thạch Thuần. Khiến nàng bình tĩnh lại. Lúc Thạch Thuần mở mắt ra, nàng phát hiện biệt thự kia đã không còn nữa, chỉ còn mảnh tường sót lại, khắp nơi đều là dấu vết bị lửa thiêu đốt, cùng với từng tầng băng xương kết tụ lại. Về người, ngoại trừ hai bọn họ, thì chẳng có bóng dáng ai nữa. Những người kia đâu? Thạch Thuần vô thức hỏi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, quản bọn hắn làm gì? Anh rể, đừng nói bọn hắn bốc hơi khỏi nhân gian rồi nhé. Thạch Thuần nhìn xung quanh, đúng là không phát hiện ra cơ thể đứt tay, đứt chân nào của nhân loại. Ngươi nghĩ hơi nhiều đấy. Hạ Thiên tỏ vẻ không quan tâm, thiên đạo tổ qua đây xử lý rồi, mấy tên đần kia đều bị mang đi, đoán chừng là đồ đệ ngoan sẽ phải bận rộn. Hả, Thạch Thuần ngơ ngác, chỉ mấy giây thôi mà đã xảy ra nhiều chuyện như thế à, anh rể, không phải ngươi đang lừa ta chứ? Hạ Thiên quay đầu nhìn Thạch Thuần, lừa ngươi thì có ích gì? Có mà, Thạch Thuần cười hì hì, không nói tiếp nữa, nàng tiến lên kéo lấy khuỷu tay Hạ Thiên, cơ mà bây giờ ngươi cho ta nhiều lợi ích hơn. Lúc sắp xế chiều, Hạ Thiên dẫn Thạch Thuần đến tập đoàn thần y. Thạch Thuần vốn muốn về nhà, kết quả nghe thấy Hạ Thiên nói Ninh Nhụy Nhụy quay về Giang Hải, thế là quyết định chơi thêm mấy ngày nữa. Đôi chân dài vừa thẳng vừa đẹp vừa trắng của Ninh Nhụy Nhụy khiến Thạch Thuần rất thèm khát lâu, không dễ gì mới gặp. Phải giải cơn khát mới được chứ. Thế là trong phòng tập xuất hiện một cảnh tượng kỳ quái. Một đại mỹ nhân chân dài nằm trên ghế thoải mái phơi nắng, hưởng thụ vẻ đẹp của tắm nắng. Một tiểu mỹ nữ trẻ tuổi khác cẩn thận massage đôi chân đó, biểu cảm trên mặt một lời khó nói hết, nếu như xuất hiện ở trên mặt nam nhân thì chắc chắn sẽ gọi là cực kỳ dung tục. Hai mỹ nữ một lớn một nhỏ đương nhiên là Ninh Nhụy Nhụy và Thạch Thuần. Ninh Nhụy Nhụy vốn không quá quen người khác tiếp xúc với thân thể của nàng, nhưng Thạch Thuần lại dính như cao chó, đuổi cũng không đi, mắng cũng không đi, dứt khoát tùy nàng, lười quản việc đó.
Thạch Thuần nhiều lần mát xa đôi chân của Ninh Nhụy Nhụy, ánh mắt phát sáng, nước miếng còn sắp rơi xuống rồi. Này, Thuần nha đầu, người sờ mó đủ chưa? Hạ Thiên bỗng nhiên xuất hiện trong phòng tập thể dục, có chút bất mãn nói với Thạch Thuần. Anh rể, người nói gì thế? Thạch Thuần lập tức đổi vẻ mặt chính nghĩa, ta đang mát xa cho Nhụy Nhụy tỷ mà, làm thế có thể thúc đẩy tuần hoàn máu, khiến chân nàng càng đẹp càng mướt hơn. Không phải đều là vì hạnh phúc sau này của ngươi sao, ngươi phải cảm ơn ta mới đúng chứ. Hạ Thiên còn lâu mới tin lời nói vớ vẩn này, nếu như nước miếng ngươi không chảy, lời nói còn đáng tin một chút. Chảy nước miếng hả? Thạch Thuần bị dọa sợ luôn, nhanh chóng dùng tay áo lau miệng, giảo hoạt nói, đây, đây là mồ hôi, không phải nước miếng, tuyệt đối không phải. Hạ Thiên nhấc một cái ghế tới, thân thể nghiêng qua tựa đầu vào trên đùi Ninh Nhụy Nhụy, đừng ấn nữa. Ngươi qua bên kia, để ta gối một lát. Thạch Thuần bất mãn nói, này, anh rể, ngươi có hiểu thế nào là lần lượt không? Ngươi muốn gối đầu lên chân Nhụy Nhụy tỷ ít nhất cũng phải được ta đồng ý chứ. Chân nữ nhân của ta muốn gối lúc nào thì ta gối. Hạ Thiên lười biếng trả lời Thạch Thuần. Không được, Thạch Thuần kéo Hạ Thiên dậy, ta còn chưa chơi đã ấy, là chưa mát xa xong, ngươi không thể nằm. Hạ Thiên không thèm để ý đến sự kháng nghị của Thạch Thuần. Ninh Nhụy Nhụy vẻ mặt hạn héo lời mở to mắt ra, ngữ khí không khỏe nói, hai người xong chưa hả, điều các ngươi phải tranh đầu tiên là sự đồng ý của ta, được chưa? Vậy Nhụy Nhụy tỷ, ngươi có đồng ý không? Thạch Thuần nghiêm túc nói. Ninh Nhụy Nhụy trả lời, không đồng ý. Anh rể, ngươi nghe chưa, Nhụy Nhụy tỷ nói không đồng ý. Thạch Thuần kêu lên với Hạ Thiên. Hạ Thiên cười hì hì, đó là nói ngươi. Là nói cả hai người các ngươi. Ninh Nhụy Nhụy không khỏi trừng mắt nhìn hai người này, các ngươi thật là một đại lưu manh, một tiểu lưu manh, đều không phải người tốt gì cả. Thạch Thuần ấm ức nói, Nhụy Nhụy tỷ, ngươi nói thế làm người ta đau lòng lắm đấy, may mà ta giúp ngươi mát xa được nửa tiếng rồi. Ngươi đang mát xa à? Ninh Nhụy Nhụy bị chọc cho tức cười, ngón tay chọc chọc đầu Thạch Thuần, ngươi cứ sờ tới sờ lui. Hại ta nổi hết cả da gà rồi này. Hi hi, Thạch Thuần tự biết chút tâm tư của mình bị nhìn thấu liền có chút ngại ngùng. Đều tại ngươi dậy hư Thuần Thuần. Ninh Nhụy Nhụy liếc mắt nhìn Hạ Thiên, sau này bớt nói mấy lời không hay với nàng đi, nàng còn là trẻ con đấy. Hạ Thiên bĩu môi, hoàn toàn không muốn nhận cái nồi này, tiểu muội chân dài, lời này của cô sai rồi, Thuần nha đầu là tự học thành tài, không phải do ta dạy. Ta cũng chưa từng dạy ra đồ đệ như thế. Thạch Thuần cười hì hì, anh rể khiêm tốn quá rồi, ta vì đi theo bên cạnh ngươi bị lây nhiễm, cho nên mới thế này. Bớt tỏ vẻ thế đi, Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, đừng cái gì cũng đổ lỗi cho ta. Nhụy Nhụy tỷ, nghe anh rể nói kìa, ngày mai chúng ta đi núi Trung Nam đi. Thạch Thuần vừa cười vừa nói, đuổi theo ấn lên đôi chân của Ninh Nhụy Nhụy. Ninh Nhụy Nhụy bị Thạch Thuần phân tán lực chú ý, gật đầu nói, có cái gì mà ẩn tiên đại hội gửi thư mời cho ta và Hạ Thiên, đúng lúc chúng ta cũng có việc cần sang đó điều tra, ấy, ngươi hỏi cái này làm gì? Đương nhiên là vì ta cũng muốn đi, trong mắt Thạch Thuần quay vòng vòng, đúng dịp gần đây được nghỉ, cho nên muốn đi ra ngoài chơi, ta thấy núi Trung Nam cũng được. Ninh Nhụy Nhụy hơi cau mày, ý cười hấp háy nhìn Thạch Thuần, không đúng, Thạch Thuần. Bây giờ trường học có thể nghỉ cái gì, không phải ngươi bùng học chứ. Thật ra ta bảo vệ nghiên cứu trước, Thạch Thuần có chút ngại ngùng cười nói, dù sao cũng đã tới cuối kỳ, lên lớp hay không lên lớp cũng chả sao, trước đó ta đã giúp thầy hướng dẫn làm vài hạng mục thật sự có hơi mệt, muốn đi ra ngoài thả lỏng chút. Ninh Nhụy Nhụy kinh ngạc nhìn Thạch Thuần, vậy mà đã bảo vệ nghiên cứu rồi, ngươi lợi hại thế, đáng phải chúc mừng nha, muốn ta tặng quà gì cho ngươi. Hi hi. Chuyện nhỏ thôi, Thạch Thuần đắc ý chắp tay, chỉ cần Nhụy Nhụy tỷ mỗi ngày cho ta sờ chân tỷ, ấy, mát xa cũng được. Có thể bình thường chút không, đừng học đồ háo sắc kia. Ninh Nhụy Nhụy trợn trắng mắt, hắn không làm việc đoàng hoàng, lẽ nào ngươi cũng muốn học theo hả? Hạ Thiên ngây ngốc, từ khi nào mà ta không làm việc đoàng hoàng vậy? Đúng đó, Nhụy Nhụy tỷ, ngươi hiểu lầm anh rể rồi. Thạch Thuần cười giải thích cho Hạ Thiên. Tán gái thật ra là công việc của hắn, cơ mà gần đây số lượng cô vợ quá ít, đúng là có chút không làm việc đoàng hoàng, Nhụy Nhụy tỷ cũng không nói sai. Ngươi, Ninh Nhụy Nhụy lập tức cạn lời,
biết ngay nha đầu Thạch Thuần này tuyệt đối đứng về phía Hạ Thiên, thôi, ta lười nói lại các ngươi. Lúc ba người nói chuyện vui vẻ, trong phòng tập bỗng dưng có một nam nhân lạ hoắc đi vào, đầu đội mũ bóng chày, đầu cũng hơi cúi thấp, sau khi đi vào nhìn thấy đám người Hạ Thiên liền bước nhanh tới. Đứng im, đừng qua đây. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, giọng nói nhẹ nhàng truyền qua đó. Nam nhân đội mũ bóng chày vô thức dừng lại, lúng túng 2 giây liền đứng im tại chỗ, được người ủy thác, có chút đồ giao cho tiểu thư Ninh Nhụy Nhụy. Cho ta, Ninh Nhụy Nhụy vẻ mặt nghi ngờ đánh giá người tới, ta không biết ngươi, ai phái ngươi đến đưa đồ cho ta. Thạch Thuần nhìn chằm chằm người đó một lúc, không khỏi cau mày, sao ngươi cứ cúi đầu suốt thế, chẳng nhẽ không thể gặp người sao? Sau khi xác nhận Ninh Nhụy Nhụy tiểu thư, ta sẽ bỏ đồ xuống rồi đi ngay. Nam nhân đội mũ bóng chày lấy ra một cái hộp, làm tư thế 2 tay bưng đồ. Thạch Thuần đứng dậy đi về phía người đó, thế ngươi bỏ xuống đi, ngây ngốc làm cái gì? Nam nhân đội mũ thản nhiên nói, đồ phải đo đích thân Ninh Nhụy Nhụy tiểu thư nhận, ta mới có thể đi. Ta thấy ngươi đang cố ý tìm cớ thì có. Thạch Thuần bĩu môi, nhớ đâu ngươi là sát thủ, hoặc là anti-fan của Nhụy Nhụy tỷ thì sao, tóm lại đều không phải người tốt gì. Vậy ngươi đi chết đi. Nam nhân đội mũ bóng chày nghe vậy liền ném đồ trong tay về hướng Ninh Nhụy Nhụy, đồng thời ở ống tay lộ ra một thanh đao nhọn, 2-3 bước vượt qua Thạch Thuần xông về phía Ninh Nhụy Nhụy. Nam nhân đội mũ bị Thạch Thuần một phát đá lăn ra đất, thứ đồ bị ném đi cũng bị Thạch Thuần bắt lấy, phát hiện trong đó là chất nổ dẻo. Chỉ có chút bản lĩnh này mà cũng xứng làm sát thủ hả? Đúng là mất mặt, Thạch Thuần liếc nhìn người đang nằm sấp kia. Hoàn toàn không giống gia tử được huấn luyện, trong lòng không khỏi kỳ quái. Thuần nha đầu, người đoán đúng rồi, hắn ta thật sự không xứng làm sát thủ. Hạ Thiên lười biếng nói, chỉ là đồ não tàn thôi, không có tác dụng gì cả, trái lại là hắn có thể xông vào đây mới là vấn đề. Ninh Nhụy Nhụy chậm rãi đi đến trước mặt người nọ, có chút không hiểu hỏi, ta và ngươi trước giờ không quen, đáng lý hai chúng ta không thù không oán, tại sao ngươi muốn giết ta? Giết ngươi cần gì lý do? Nam nhân đội mũ nghiến răng nghiến lợi nói, loại đàn bà lật lọng như ngươi, ai ai cũng hại, ta chỉ thay trời hành đạo mà thôi. Ninh Nhụy Nhụy càng nghe càng mơ hồ, hoàn toàn không biết người này đang nói gì, não ngươi có vấn đề hả? Tiểu muội chân dài, cô nói đúng rồi đấy, não người này thật sự có vấn đề. Hạ Thiên cười hì hì, hơn nữa cô đừng hỏi hắn ta lý do giết cô, đảm bảo cô càng không hiểu hơn. Thạch Thuần lắc đầu, có chút kỳ lạ nói, anh rể, người nói thế không phải khiến Nhụy Nhụy tỷ tò mò hơn sao? Cơ mà Thạch Thuần nói như vậy rất đúng, Ninh Nhụy Nhụy vốn không hứng thú gì, bây giờ nghe Hạ Thiên nói vậy còn thật sự hỏi một câu, rốt cuộc tại sao ngươi muốn giết ta? Nam nhân đội mũ không bị kích động, thản nhiên nói, ta muốn tham gia một cuộc thi sát thủ, chỉ là điều kiện dự tuyển có chút khó khăn, ta phải giết được một người nổi tiếng rồi mới có thể thông qua dự tuyển. Ta kiểm tra thì gần đây có một người tương đối nổi tiếng, lại dễ giết, chính là Ninh Nhụy Nhụy ngươi. Sao ngươi biết ta ở đây? Ninh Nhụy Nhụy nghe vậy cảm thấy có chút hoang đường, nhưng vẫn không hiểu nổi. Nam nhân đội mũ bóng chày cũng thành thật trả lời, bạn gái ta làm việc ở đây, cô ấy là fan của ngươi, cũng do cô ấy dẫn ta vào đây. Vậy ngươi làm sát thủ thì bạn gái ngươi có biết không? Thạch Thuần có chút khó hiểu, không khỏi hỏi người kia. Nam nhân đội mũ ngơ ngác một lúc, cuối cùng vẫn trả lời, cô ấy không biết. Được rồi, khỏi cần hỏi. Ninh Nhụy Nhụy thở dài một hơi, phất tay ra hiệu Thạch Thuần buông người này ra, gọi bảo vệ lên, đưa người này đến đồn cảnh sát là được. Thạch Thuần nhắc nhở, còn có bạn gái của hắn nữa, cũng phải xử lý một phen. Sa thải là được, Ninh Nhụy Nhụy hờ hững nói, đúng là nhàm chán. Nam nhân đội mũ bóng chày nhanh chóng bị bảo vệ dẫn đi. Bạn gái của hắn không bao lâu sau cũng nhận được thông báo đuổi việc của công ty. Khúc nhạc đệm đó mặc dù không gây ra sóng gió gì lớn, có điều lại lộ ra vài vấn đề nhỏ của tập đoàn Thần Y. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 134.